23 tháng chạp chủ đầy táo. Nay mình làm gì vậy? Không có làm táo. Chứ mình làm gì? Mình làm người bình thường thôi à. Người bình thường sao ăn bằng dữ dần vậy? Giá đẹp á. Nói chung á là làm về những người buôn bán đồ để đưa ông táo. À, bán vật phẩm mới đưa ông táo, cúng ông táo. Đúng rồi. Mình bán gì? À, cò bay ngựa chạy nè, nhang đèn nè, cá chép nè. Không có cái đó là sao đưa ông táo trời được. À, bên đây bán gì? Bán gì hỏi anh chi? Ủa, ta mua ta mới hỏi chứ. Thì chừng nào mua rồi hỏi. Tiện giờ mua nè. Ừ. Bán gì? Bán gì hỏi anh chi? Dở thôi, mệt quá à. Bán đồ đưa tới trời luôn. Bán đồ mà giỡn mặt quá. Ừ, chứ giờ kể rồi lấy gì coi. Ờ, dữ ơi, dữ khó. Bây giờ kể lấy gì coi. Vậy hôm nay mình cúng á, mình đưa ai lên trển để tâu lễ Ngọc Hoàng vấn đề mình muốn. Đưa dự á. Đúng rồi, hay á. Nè, ở bên đây mặt người ta hiền, ta nói chuyện bình thường, ta cúng cá chép. Còn bà thả cá sấu, bà hiểu không? Mình nói chuyện hiền hòa lại. Ủa thì đưa dự lên, cái miệng dự hay, cái miệng dự nói điều hay ý đẹp. Thì dự lên dự tao cho nó hay, à, đúng nịnh, không? Nịnh quá. Ý của Phước á là nói là bây giờ thay vì giờ đưa ông táo, thì bây giờ người dân mình cũng có thể lên trển để gặp Ngọc Hoàng, để tâu với Ngọc Hoàng. À, là thay vì đưa ông táo, mình đẩy dân thường lên luôn. Đúng rồi. Sống trong hoàn cảnh đó, đúng. Báo cho nó sát thực tế phải đúng không? Đúng vậy. Bây giờ vô chổng ngồi coi, đưa dân thường là đưa ai lên, rồi tâu trình vấn đề gì. Rồi, bắt đầu đi. Dạ. Đưa ông táo mau đến đây mừng ngày 23, bánh nhang thơm cùng hoa hoa ngọt mừng vui tiếng ông lên trời. Con kính mong ông về phù hộ cho con làm ăn ngon. Vô thầy Minh, chị Oanh, thọt lệ Long Đồng Nai, mèo ca sĩ ông địa, ê gia bảo. Hôm nay 23 tháng chạp con rước ông bà bay về trời trời. Gia cảnh cuộc sống vất vả nên lễ con cúng cũng đơn giản thôi. Quần áo mũ mã luôn vui tươi để ông bà mặc nhìn chơi bời. Cá chép con đang cho tập bơi chỉ chờ ông cởi bay lên trời. Tiền Việt hay tiền đâu, euro con đều có, yên tâm để con lo. Cúng thêm cho ông cho bà cái smartphone cho ông bà chơi. Trên đường có buồn giá có cười xin việc nha ông bà ơi. Ông bà ơi vô, ông bà ơi vô lên trời. Phù hộ độ trì con ông bà ơi, ông trời. Ý, ông bà lộn. Đấy, chị em tiểu thương dòng họ, lui vô đi, để tôi giải quyết con này. Làm gì căng, làm gì căng. Ê, cho người bán nhà người mua nha. Vô. Ê, mày sao vậy? Gì? Sao tao bán đâu mày cũng đi theo tao hết vậy? Ủa mày mắc cười quá, tao không bán đâu, tao bán chứ. Nè, nói là quýnh mày luôn á. Ôi mày vô duyên quá, tự nhiên cái tối mày đòi đánh tao. Tao muốn bán gì cợi tao chứ. Mà tại sao mày cứ bắt chước tao, mày bán giống tao, mày làm cái gì cũng giống tao hết vậy? Tao thích. Có mình mày biết thích hả? Ừ, nhưng mà thế kia mà tự nhiên cái mày nạt tao. Tôi nạt mày sao? Mày là buôn mai bán đất á. Mày là cái thứ mã đáo thành công. Trời, mày là dạng sự như ý. Mày là cái thứ là trăm năm hạnh phúc. Trời, tự nhiên chút người ta cái chút trăm năm hạnh phúc. Thích đó. Mày thiệt á, mày tao nói mày là cái đồ là mà gì? Cái giờ nè Xuân đã đến bên em á. Giáng sinh tuyệt vời. Nè Xuân đã đến bên người. Thì cùng người cùng tôi vô Xuân à. Cùng đón Chúa Xuân đồng trái. Cái tùm á. Vương qua sắc hồng. Cái mình đón Chúa Xuân đồng trái. À vô. Vương qua thồn thứ. Thức không có thức hả? Mày không thức, tại sao mày không thức? Tao không thức rồi ai bán cho tao? Bây giờ mày muốn gì? Muốn đấu với tao hoài vậy? Ủa chứ tao không đấu với mày, tao đấu với ai? Mày khùng hả? Tao mày là phải đấu với hai kia. À tao hiểu rồi. Trời, tao vậy? Hiểu rồi. Hai bạn coi chừng tụi mình đó nha. Chừng á nha. Rồi giờ buôn bán được chưa? Buôn bán được rồi mày. Rồi mày muốn bán gì mày bán kệ. Mày bán gì kệ mày chứ, trời cười quá. Điên quá à. Thiệt. Tao không có giỡn với mày nha, mày không có được nè. Ê con ơi. Ê. Con giả dối dễ sợ luôn á. Ôi da, sao con đụng chú gãy xương sườn vậy con? Con ơi con. Không, hôm nay không còn. Đúng rồi, người chị ơi.
Tại sao người chị vô chợ mà người chị lại đi phân khối lớn vô vậy? Ủa vậy trời, cô chú nói kỳ vậy, con là con nít. Thôi nè bà em, bà nè, ý là chị ơi, chị đừng có giả con nít hiểu không? Mặc vậy mà sao giả con nít nữa? Không, con là con nít thiệt. Nít hả? Trời, cái tiếng dễ thương ấy à, cái tiếng như nít. Mà sao cái mặt người lớn mày có giả con nít rồi mày? Tao giả vô mặt mày nha. Tự nhiên sao người lại giả mặt tao? Nó nói nó nít thì tin đi. Tin không? Ờ, chị phụ huynh ơi. Ê, không phải. Ờ, trời. Ê, con bé ơi. Dạ. Cô hỏi nè, nó mới dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con á, con mới 8 tuổi 75. 8 tuổi. Cái số tuổi nó xong nó nói như số điểm vậy mày. Không. Tao nghĩ là nó sinh tháng 8 năm 75 á. Trời ơi, mẹ hát quá à. Thì nó bằng tuổi mẹ á tao rồi. Trời mày cười thiệt con này nó sao á, con kia. Ê, em yêu anh. Ê, mày nói gì vậy má? Trời ơi, em muốn cưới anh. Trời trời, đánh tao. À, yêu em không? Không, khùng á. Yêu em đồng đi. Đồng tao nó xa lánh tao. Mày điên quá con này. Cưới em không? Không, con mày cưới con này. Ê, cá chép chứ đâu phải xã hội, mày muốn ăn sống mày. Trả cá tao. Ê, con cá. Chết. Bọn mày con. Mày mày chán cá. Ây cái gì? Tôi chết rồi. Trời đất ơi, tôi chưa buôn bán gì ẩm cá tao chết rồi mày. Hả? Con có biết đâu, tự nhiên nó nằm trong cái thao, cái tự nhiên con dập, cái tự nhiên nó chết. Đúng là loài cá tự nhiên. Không có cái gì mà tự nhiên như mày nói hết nha. Bây giờ nè, con cá tao là bán để đưa ông táo về trời, còn mạnh sống sẵn sẵn. Mà bây giờ mày làm nó chết thì mày đền đi. Thì năm nay cho ổng đi bộ đi. Đền mày? Không có nè. Tao nói đền. Cái già này. Con cá thấy còn sống nha. Nha, còn ngáp ngáp nha. Đi qua đây con. Cá còn ngáp. Để nó đền chú chú chú. Lừa đảo hả? Lừa nít vậy. Lừa. Quá đáng lắm đi cho. Thôi nín con. Ăn bánh đi con. Nè ăn bánh đi. Thôi cô thương nè. Không có con này nha. Dễ thương là cái. Ừ ăn bánh đi con. Trời ơi tội nghiệp quá à. Rồi 30 nha con. Tối là 50 nha con, phí dọn dẹp nha con. Chứ cô mời con ăn mà. Ê, cô mời con ăn chứ cô đâu nói, cô không tính tiền con đâu con gái. Ôi gì kỳ vậy, nhưng mà má con kêu con đi chợ. Má kêu đi chợ hả, trời ơi dễ thương quá à. Cô được cứu ông táo con. Đúng rồi. Cô đố con gái nha. Dạ. Mình cúng ông táo là mình cần cái gì? Cúng ông táo. Đúng rồi, con đúng cá rồi, con cần con cá. Mà cô nói con nghe nè, con thử suy nghĩ nha. Nếu như á, con là con cá. Dạ. Con đang đi ở trên đường. Cá sao đi trên đường? Con là con cá, con đang bơi trên đường. Trên đường tao bơi. Con là con cá, con đang bơi trong hồ. Sao bơi? Ê, tao nói đúng rồi nghe. Con là con cá, con đang bơi trong hồ. Rồi người ta bắt con về, người ta đem cúng. Con có vui không? Sao gì đâu, bình thường mà. Cúng xong mình về thỉnh xuống ăn. Không được vui. Hả? Không được vui, bị bắt không được vui. Không, bình thường mà đâu bị đâu. Bị bắt không được vui. Buồn cho cô. Chạnh lòng quá. Đúng rồi. Bởi vậy cô nói con á, con đừng có bắt cá sống về con nuôi. Cô có cái sản phẩm này nè, đặc biệt lắm. Gì con trời? Mua cái này về á. Đó, xong rồi con quá thân làm con cá nè. Con thấy không? Con thấy không? Con quá thân làm con cá nè. Hay á cô. Đó. Đó, đúng rồi đó con. Tận chị rồi cúng xong rồi ông táo cởi con về trời luôn. Rồi tao cởi mày về luôn. Con nói tiếng trả lời tiếng nó không nhịn trời. Nhưng mà con phải đi chợ mua đồ cho mẹ con. Con mua cái gì? Mẹ con kêu mua trứng. Có trứng gì? Trứng gà. Nhưng mà đây con cá đẻ ra con gà mẹ. Mua con cá nào đẻ ra con gà hết á mày. Con cá đẻ ra mày được luôn á. Con miệng quá trời, nó không nhịn tôi tiếng nào luôn á. Lại trễ rồi. Mua đi con. Không được, con mà mua của cô là mẹ con đánh con chết. Con mà không mua cô cũng đánh con chết đó. Nhưng mà bao nhiêu? 120. Trời ơi dễ thương quá à, mua đi con. Đó. Dạ chắc là mẹ con thích nha. Ừ mẹ con thích lắm. Gọi đi đây. Dạ. Gọi đi về đi con. Ơi, con nha. Quá. Mẹ mình kêu mình mua trứng mà mình mua được con cá, chắc mẹ mình tự hào lắm đây. Về mà mẹ mày không đánh mày tét đầu tao con mày á. Nè. Mày mốt mày lừa ăn lượng nít nha. Nè mày á, mày mới lượng nít á, tự nhiên bán cái đuôi cá cho nó 120 về má nó đánh. Hello Vietnam. Thôi đi. Ra mắt gì phải nhảy làm gì vậy? Đây là nhảy cho nó sồm sồm như cái nhạc trắng trường quá. Hai. Ba. What the ba? Ừ. Ừ. Vậy đó.
Gì vậy? Ê, tao hay quá à, tao mới nói với ổng mấy câu cái tao biết ổng người nước ngoài luôn á. Thôi mày hay quá à. Tao không cần nói, tao cũng biết ổng nước ngoài mà. Nếu anh kia anh lại đây. Ok. Ờ, lại mua đồ đương táo trời đi anh. Đồ đồ á. Em có bán đầy đủ luôn nè anh. Ok, em có bán giấy tiền vàng bạc nè. Có bán đủ thứ hết, bánh trái đồ. Có bán cá nữa. À, cá nướng à? Không, cá sống. Cá sống để làm cá gì? Cá sống để đưa ông táo. Ồ, oh, đưa ông táo xong rồi làm gì? Rồi nướng. Là cá nướng luôn đó. Không, tùy tâm, bây giờ mình phải đưa ông táo trước. Rồi rồi cái chuyện mà thả hay là nướng là tùy tâm mình. Hiểu không? Mình phải đưa ông táo. Ông táo, quýt được ông táo. Ông táo là một vị thần cai quản mà bếp nút nhà mình nha anh. Ngay 23 mà tháng chạp là phải đưa ông về trời để ông tâu lại với Ngọc Hoàng. Có mua đồ cúng ông táo không? Với những đặc sản như vậy tôi nhất định phải mua đồ cúng ông táo. Hay quá. Ôi thật vui thay ông Tây mà đòi đưa ông táo. Ông Tây ông táo ý, ông Tây ông đưa ông táo. Rồi ông táo phù hộ ông Tây ở phương trời xứ là nơi có chim trắng mồ côi và gió ngựa trên đồi cỏ non. Dẫu cho bụi bay vào mắt thì vẫn tìm được hồng nhan bạc phận. Sóng gió phù hộ cho ông xong rồi đó thì cũng ngon ngó. Qua con là bảo bảo thì cười xuyên việt của năm này. Thắng thua không quan trọng, quan trọng bài vui. Miễn sao có tiếng cười mỗi người coi để con yên lòng. Giao dòng trong con giật quán quân chỉ vậy thôi, cho ông mà thầy ông vui. Ông thầy là ông thầy nào vậy? Ông thầy là ông mà dạy tôi bán mà mấy cái đồ cúng này nè. Tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó ông sẽ vui lắm đây. Ông vui lắm á, chứ đừng giỡn giờ mua đúng không? Okay. Mua để tôi lấy nha. Lấy đồ gì, bán cho anh nha. Đây, rồi. Ok, ok. Đây, qua đây. Rồi, ok. Lôi lôi tôi đi đâu vậy? Đi về Mỹ. Về Mỹ? Mày làm cái gì vậy Phước? Vậy tao làm gái Tây nè. Trời má, cái mặt má như Tây Phương Cực Lạc vậy. Tao lên trên đó tao đợi mày lên đó. Nói gì tôi cũng trả lời hết. You and me are go. You me? Yeah, you and me rồi go. You me? No, you and me, me hả? Me, No, me are you. You and me. Ok, mày với tao. Tao mê mày. Mày cưới tao, tao về Mỹ, tao đẻ, tao đổi đời. Chưa bao giờ thấy con nào mà sống sượng như con này hết. Nhưng mà anh thương em không? Thôi, sợ quá trời, tao anh sợ lấy em về. Nhìn sợ mấy con cướp bế lắm. Anh không thích em không? Nghĩ sao vậy, mặt gớm lắm mà. Vậy thôi anh mua đồ không? Mua đồ đi. Đi mua đồ bên em nói nghe nè. Rồi bên em có nhiều sản phẩm ok lắm nha anh. Anh đứng đó đi, anh đợi em chút xíu nha. Rồi okay. Anh ngồi ở đây đi. Okay. Anh ngồi ở đây đi, anh cầm okay. Cái bịch đi. Em nói là bên em có bát bo nè với lại điện thoại nè. Bát bo là mình cần hai cái là cho anh với em. Xong rồi ông táo và táo cũng cần bát bo luôn. Tại bây giờ mình không có đi bằng cá nữa, mình đi bằng bát bo. Xong mình có vé máy bay nữa, đúng rồi. Vé máy bay mình đặt qua điện thoại, vì mình bán luôn cái điện thoại cho anh nha. Vé máy bay là có hai chiều, chiều đi chiều về, anh chiều em chiều, rồi chiều đi chiều về nữa là 4 chiều. 4 chiều với lại bên đó là em có cặp nhang đèn nè. Đó mình cầm cái này vô, mình bỏ pin vô mình xài thôi chứ mình không có xài gì hết. Á, như đây là 9.2 triệu nha. Với lại mình xài cái bông này nè anh, nó đỡ gây cháy nổ luôn. Là 8.4 triệu. Xong rồi tính luôn cái mai giả này tí nên gói cho anh, tính luôn em luôn. Tổng cộng hết cái đó luôn á là 54.4 triệu. Mày tính cái vốn gì mà cộng tới 54.4 triệu vậy? Dạ em tính luôn vốn sống của em trong đó đó. Dạ. What? Dạ là 54.4 triệu. Nhưng mà em yêu anh cho okay. Nên là còn có 4.4 triệu thôi. 4.4 triệu? Dạ 4.4 triệu. Ok, để trả tiền chứ. Dạ trả tiền cho okay. Em đi. Ok, không có tiền mặt đâu. À. À, còn đô thôi. Dạ đô. 100 đô. 100 đô đủ rồi anh. Ủa sao để đủ? 100 đô đủ rồi. Ở chỗ khác á 100 đô là 2.3 triệu, bên ngoài em là 4.4 triệu. Ok ok. Dạ dạ. Ôi, dạ. Có đồng đồ này 100 đô 4 triệu mấy chắc là lời lắm đi. Trời ơi. Trời. Dạ thằng Tây. Thằng Tây nó dễ thương dễ sợ luôn á. Ủa đưa tiền mày. Ủa còn tiền tao đâu?
Rồi nên mày tăm tay rồi. Trời đất ơi, rồi đưa tiền mày, tiền tao đâu? Rồi mày hỏi tao, tiền mày mày hỏi trời tao. Ơi, trời ơi, vui quá hà. Hôm nay á là ngày đưa ông Táo về trời, thiệt là vui. Trời ơi, cục cưng ơi, cục cưng, đi tàu rồi. Ông thương nha, thương nha, xin lỗi, xin lỗi. Ôi là trời, coi kìa. Cấp này con nít nó bất hiếu không? Ông già nó mà nó dắt đi cỡ đó có à. Ừ, cỡ đó có. Ủa mà cỡ đó có là có gì vậy? Có gì mày hỏi nó thì mày hỏi tao. Thì tự nhiên mày nói mày phải nguyên câu chứ cỡ đó có à. Có à là có gì? Ông già nói chuyện á. Rồi nói chuyện là nói chuyện gì? Nhỏ nhỏ thôi. Cho chồng em ánh ngủ. Trời đất ơi. Ánh thằng ơi. Giữa chợ mà ra giữa chợ ngủ là sao? Nhỏ nhỏ thôi. Hai vợ chồng em đang đi picnic mà. Trời tánh trần ở giữa chợ mà che dù trời. Trời ơi, dậy đi. Anh dậy. Dậy. Gì vậy? Anh trần ơi, ông chết luôn rồi. Chết gì ông nội? Tôi thở yếu bà ơi. Tôi thở yếu. Mưa rồi chồng ơi, mưa rồi kêu đi về. Về đi, đúng rồi, mưa rồi, về đi. Không, mưa đi về bên đây nè. Đúng rồi, mưa. Không có. Mưa đi. Hết mưa rồi, về đi. Ôi, đâu có được, hết mưa rồi. Bây giờ hai đứa tụi mình đi mua đồ cúng ông Táo. Cái gì? Có sẵn ở đây, có sẵn nè, đây có sẵn. Trời ơi, anh chị ơi, chị ngồi ở đây đi nè, anh chị, lên đây ngồi. Mua đồ cúng ông Táo lên trời đi, rồi em đưa anh chị lên trời luôn. Ông Tham à, tự nhiên người ta đang đi picnic, người ta đi mua đồ cúng ông Táo, mà cho người ta đi về trời à. Tao thơ yếu gặp này thở gấp nữa. Tại cái nơi này không chạy cắt lưỡi lâu rồi. Ê, muốn nói gì? Tôi có bán kéo nè. Thôi, không có nói vậy. Nhiêu tiền vậy? Thôi, đừng nói vậy. Rồi đừng có nói vậy là nói cái gì? Thì đừng nói vậy thôi. Sao mày hay kết luận quá vậy? Trời ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, em có cái này hay lắm nè anh chị. Dạ, mà bên em có cái trái châu này nè. Cái trái châu này mà mình gắn lên á, cái đèn á, nó lắc á, đã lắm á anh chị. Em còn cái nữa, em còn cái. Mày làm cái gì? Bước. Cái này là cái. Mày làm cái gì mày rung dữ vậy? Không phải, lâu quá tao không có được bán, tao khớp lắm. Trời ơi, từ từ đi con bé. Nhưng mà trời, nói chuyện rồi, có cái gì mà nó rung vậy? Không phải. Tao đâu cần tụi mày mách xa bụng giùm tao. Bây giờ như vậy nè, chị dạ. Nói cưng nghe, nhà của chị á không có cái gì ngoài điều kiện hết trơn á, cho nên bây giờ cưng có cái gì cưng cứ giới thiệu đi, chị mua hết giùm cho. Chị qua đây nghe nè. Trời ơi hay lắm chị ơi, hồi xưa cúng táo là phải dâng sớ nha, bây giờ cúng táo á là mình sẽ áp chị. Áp táo quân chị. À đó hả? Cái tội nào mà mình có thì mình xóa đi, cái nào cái nết mình có thì mình gửi lên. Hay quá đó, mình em có xóa được mà. Nếu vậy là mình cài app đúng không em? Dạ không, nếu vậy là mình mua điện thoại luôn chị. Không sao. Chị có tiền mà, chị mua hết. Chị mua hết cho tụi em hả? Mua hết. Trời ơi, hay quá, vậy là em để đây nha. Rồi bên em còn có bông, còn có đèn. Mà mấy cái này là đồ xịn không mà mình cúng là mình phải cúng công nghệ chị. Đúng rồi, thời buổi này á là mình phải cúng công nghệ đó mình ơi. Ê, bậy đâu được. Phải cúng đúng với truyền thống ông bà. Hay quá anh ơi, đúng rồi, mình phải làm cái gì làm thì mình cũng phải giữ đúng cái truyền thống đúng không anh? Đúng rồi. Đó, giờ nè, anh ở đây anh mua đi, em là anh bán đồ truyền thống không à? Vậy hả? Ở đây có cá chép luôn nha. Ừ. Người thường cúng cá chép, bây giờ anh giàu có quá anh cúng cá sấu đi. Trời. Bây giờ mình phải làm lạ hơn, nổi trội hơn ta. Bây giờ gom hết đi, tôi mua cho. Mua hết luôn. Mua đồ công nghệ luôn, mua hết luôn. Mua hết luôn hả? Lấy hết luôn em. Trời ơi, để em gom đồ nha chị. Hết nhiêu tiền tính tiền cho chị đi. Mày nhiêu? Mày nhiêu? Tao là luôn chạy cá sấu luôn là 56 triệu. Ủa vậy hả? Bên em nhiêu? Thôi bớt 6 triệu lấy 50. À là 50 triệu nha. Rồi bên em nữa là 120 nữa là tổng 170. Ừ. 170 triệu hả? Đúng rồi. Dạ, 170 triệu. Không sao có bớt đó mình. Bớt tiếp khác. Bớt tiếp khác. Cũng rẻ ha, cũng rẻ ha. Lấy tiền trả. Có số tài khoản không? Em có số tài khoản nè. Có không? Chuyển qua cho em đi. Vậy giờ chuyển cho em nha. Dạ. Mình lấy tài khoản của tôi nha. Cái tài khoản của mình á hả? Em đọc nha. Mình nhiều tài khoản quá, từ để coi mình xài cái tài khoản nào nè. Lấy tài khoản Luda đó. Trời. Đây. Rồi. Dạ rồi. Chuyển rồi. Nha. Dạ. Rồi thành công rồi đó em. Ây, gì vậy? Anh ơi anh sao vậy? Ngân hàng báo chuyển thành công rồi đó.
Trời dạ, ơi. Dạ trời ơi mừng quá. Rồi rồi em khó quá vậy. Dạ em chuyển đồ cho xe cho chị nha. Dạ. Mấy đứa ơi. Lấy hết sạp luôn đi. Phụ anh chị đem đồ ra xe. Trời ơi mệt. Tính ra là rẻ ha. Bán gói rẻ ghê luôn á. Dạ rồi rồi. Đường táo này tới đâu luôn á. Để chiếu lại chứ. Ủa em liên hệ với ai vậy? Ủa chị ơi. Không không. Ủa. Rồi liên hệ với ai lấy tiền? Thì đó mày phải liên hệ với bả chứ mày chịu trách nhiệm cho tao mà. Ủa rồi à. Ủa chị ơi, ủa gì vậy? Bả đâu có số điện thoại tao đâu. Ủa mày mắc cười quá, mày lo bên đó mà tự nhiên bây giờ mày hỏi tao. Ủa sao bả nói tiền vô, tao nói tiền vô đó Bảo. Ủa mày coi lại coi. Không có Bảo ơi, hồi nãy bả nói là tiền vô rồi Bảo. Ngân hàng gì vậy? Ngân hàng là gì, lừa đảo gì đó. Cái gì ngân hàng lừa đảo là ngân hàng lừa đảo đó. Trời đất ơi. Gì Bảo? Trời ơi, không lẽ tao mày. Rồi sao Bảo? Ăn Tết sao trời Bảo? Ơi, mày hỏi tao giờ ăn Tết sao? Trời ơi, đừng nói tao mày tham thì tham nghe Phước. Gì Bảo? Ê, đứa nào bán cái đuôi cá giả cho con tao? Ơ, à, ông Bảo ơi. Thưa quý vị, ngày 23 tháng Chạp, một bên thì bán toàn vật phẩm truyền thống, một bên thì toàn là đồ công nghệ thôi. Tính là lừa khách, cuối cùng thì bị khách lừa. Một tràng vỗ tay cho hai người bán hàng lanh lợi của chúng ta được không ạ? Dạ, em xin mời chị Khả Như. Đầu tiên là chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình nha. Dễ thương, hai bạn làm cho Như có cảm giác hai bạn phối hợp cực kỳ tốt. Một cái sự ăn ý mà làm cho Như quên là hai bạn đang thi. Điều quan trọng hơn hết đó là cái bản lĩnh của hai bạn rất là giỏi. Cái diễn của hai bạn nó điềm đạm mà nó lăng xăng, nó không có bị gây ồn. Đó là cái điều rất là hay nha. Tiết chế rất là vừa phải. Và cái kịch bản á, nó cũ nhưng mà nó lại mới. Nãy Gia Bảo nói giống như tôi coi mấy cái video hồi xưa đó. Thật sự là nếu như mà người lớn người ta xem cái tiểu phẩm này người ta thích lắm á. Tại vì nó gợi nhớ rất là nhiều thứ và nó rất là đáng yêu. Như cũng giống như một khán giả của chương trình, đó là trong giờ một cái gì đó nó dữ dội hơn. Tự nhiên đang coi vui vẻ, ủa hết thì hả, bị hết hồn luôn á. Đó là cảm giác của Như ạ. À. Mời người khác đi ạ. À. Cảm ơn nhiều. Dạ em xin mời nghệ sĩ Nam Thư ạ. À. Vòng trước hai tụi em rất là pum. Và chị chờ đợi sự kết hợp hôm nay. Bàn về sự duyên dáng, hai bạn ai cũng có. Và thậm chí là Dư nữa. Bàn về cấu tứ kịch bản thì dễ thương, nhẹ nhàng. Nhưng cái sức tụi em còn có thể làm hơn vậy được nữa. Đáng khen một điều là hai bạn khi mà diễn với nhau quăng bắt rất là tốt. Không có cảm giác hai đứa đứng trên đó và cạnh tranh để thi với nhau. Mà hai đứa là tương trợ cho nhau. Chị lại hy vọng vào bài thi đơn của các bạn. Cảm ơn các em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nam Thư. Và nói về bán hàng thì ai mà qua Lê Dương Bảo Lâm nữa. Anh cho vài lời góp ý đi anh. Anh Lâm thấy được cái duyên cá nhân. Hai bên hai thái cực bán hàng. Một người bạn vô bật đèn này sáng là bắt đầu biểu diễn. Người này tóc qua đây, bên đây Bảo bật cái đó là thể hiện mình trên cái duyên dáng cá nhân của mình. Nhưng mà anh mong cái là tụ là hai bạn chỗ đậm đà một xíu, hai bạn kết hợp và làm cái kết nó dài hơn, nó ý nghĩa hơn xíu nữa. Thì anh trông chờ vào cái đó. Tại vì hai bạn cái cá nhân nó rất là tốt rồi. Cái cuối mình tụ lại bùm lên một cái nữa thì nó sẽ đã hơn. Ý kiến của anh là như vậy. Nhưng nên mà nó sẽ... xin lỗi Lâm, chị tức quá. Hai đứa nó xây dựng ngay từ đầu hai cái màu, một bên là bán đồ hiện đại, một bên bán đồ cổ truyền. Tại sao vô không lấy mấy cái đó ra? Bên này là cải lương, tôi nè, tôi bán bằng cải lương nè. Bên kia tôi nè, thế hệ mới trẻ hip hop nè. Và cuối cùng kết một cái hai đứa ráp lại nó hợp. Ngay từ đầu tụi em đã tự cho ra tụi em một cái màu mà cuối cùng tụi em lại chẳng đào sâu vào. Thấy tiếc không? Em xin mời nghệ sĩ Gia Bảo ạ. Hồi nãy anh nói đây là tại sao nó giống những cái hồi xưa là như vậy nào. Là gần Tết á, cái thời mà video hài mà lip sync á rất là nhiều. Thì đây là hai người mà đóng nhiều nhất của cái thời đó nè. Tụi em đi thiếu kêu lô tô nó ta lị trang luôn á. Thì nó là rất là vui, mình không có nói nó cũ nha. Và đến bây giờ những cái clip đó người ta vẫn đem lên TikTok, nó vẫn hot. Mình coi theo một cái câu chuyện hài vui Tết thôi, mình không có đặt nặng gì hết. Giống như cặp của Kim Đào với Mậu Đạt thì lại là một câu chuyện ý nghĩa. Thì đây cũng là một câu chuyện hài về những người buôn gian bán lận thế thôi. Nói về diễn xuất thì phải nói là hai em rất là giỏi. Bởi vì không có cái gì để hai em bám hết trơn. Đúng là tụi em chia đất nó đều và tụi em phối hợp với nhau. Dù ít dù nhiều nó vẫn ăn rơ với nhau. Thì anh khen là anh khen cái điều đó. Còn đúng như mấy anh chị nói là tụi em đã chia được hai màu thì mình không làm rõ hơn. Còn riêng bản thân anh thấy gây được tiếng cười rất nhiều cho mọi người. Thì anh nghĩ là nó cũng hợp lý trong những ngày xuân rồi. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, em mời giám khảo Kiều Anh ạ. Đầu tiên hài thì hài, nhưng mà mình quy định nhân vật xong thì mình phải lệ thuộc quần áo chút xíu. Phước, mấy lần trước em đã mặc đồ này nọ rồi, quái rồi. Hôm nay ráp đẹp cho chị, mặc đúng ráp cho chị. Bán ở chợ nào cũng được. Vì muốn gạt người ta phải có cái bề ngoài. Dạ.
Còn khi em mặc lượm thượm kiểu này gạt ai tin? Hai má, nó phải đối lập lại. Em ở đây cũng vậy. Mình mặc một cái bộ đồ cho nó đẹp rồi bắt đầu muốn bán gì đó bán. Cái này là em mượn hơi hướng của những cái kịch bản trước. Tức là ngày xưa chị Vinh Minh có làm, nhưng mà tụi chị qua lại bằng những câu hát mà ngày xưa tác giả viết rất giỏi em à. Là bởi vì câu hát người ta đã nghiên cứu, nó được chọn lọc rất kỹ, cho nên cái miếng hài nó hấp dẫn nằm ở chỗ tác giả viết. Ngày hôm nay tụi em giỏi chỗ là tụi em tự viết. Khi em đưa rap vào, em đưa cải lương vào, hai bên có thể bán bằng cái điều đó. Em có thể lên vòng cổ, lên trong những cái bản đồ em bán, chứ không phải lên ca ngợi ông tay. Tụi em có đường dây, có kịch bản, có ý hết. Nhưng tự nhiên thảy vô có chút chi. Nó giống như là không có đậm đà gì hết. Rồi, còn về diễn xuất, thật sự là chị cảnh báo với Phước đó nha. Vì hồi nãy giống như tụi em là tấu hài đó chứ không phải kịch. Mặc dù tụi em đụng nhân vật nhưng rõ ràng là tấu. Bảo giữ được cái nhịp, cái độ tấu. Nhưng Phước thì lúc buông lúc lấy, lúc buông lúc lấy. Nhớ nha Phước, chị nhắc em hoài cái đó, không buông, nhớ là không buông. Vì em là một diễn viên rất có tiềm năng. Mặc dù miếng hài tụi em hai đứa có miếng như nhau, nhưng giữ nhịp tốt là bảo. Cái đó chị nói thật sự. Vậy ha, ok, rồi. Em cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, con mời thầy. Thầy nhìn thầy thấy là hai đứa chưa có quyện vào nhau. Tụi con chưa hẳn, chưa có nắm tay nhau để mà tao với mày phải làm một cái sản phẩm nó hay thiệt hay. Tuy nhiên thầy lại ngược lại với chị Oanh. Thầy thấy là Phước nó gây được nhiều cái tiếng cười hơn là con. Chị Kiều Oanh cho con cao hơn Phước, nhưng ngược lại điểm của thầy cho Phước cao hơn con. Vì thầy trừ con thua Phước 0.25 điểm, cũng là cái tội cười nha con. Ok. Riêng anh thì anh chọn Ngọc Phước là nhỉnh hơn em ngày hôm nay. Nhỉnh hơn một chút xíu thôi thì như nghiêng về Phước hơn tí. Cảm xúc của chị nghiêng về Ngọc Phước hơn. Bởi vì Ngọc Phước bước lên sân này cho chị tiếng cười nhiều hơn. Hết. Ngày hôm nay Phước nhỉnh hơn, cho nên điểm của Phước anh cho nhỉnh hơn. Cảm ơn anh. Sau một vòng khảo sát thì những lời nhận xét rất khớp với số điểm đã cho ạ. Và bây giờ là tổng điểm của thí sinh Ngọc Phước. 58.25. Tổng điểm của thí sinh Bảo Bảo. 56.75. Trên lệch một chút xíu. Và món quà của vòng này thuộc về Ngọc Phước. Và bây giờ là hai hộp quà. Một hộp 1 triệu đồng và một hộp là 5 triệu đồng. Mời Ngọc Phước chọn. Dạ. Rồi. Ủa đi Trang à. Thì bây giờ mở đi. Vậy cuối luôn á. Lụm. Vậy 5 triệu đồng thuộc về Ngọc Phước ạ. À. Em cảm ơn chị Quang. Tiếp hồng sao hát mà duyên phận là sao? Biết sao hát vô nhạc thôi chứ. Kệ đi, nó sáng tạo mà. Trời ơi, sáng tạo. Cái vụ mà làm bánh sinh nhật đâu? Bánh gì? Kem đâu? Thì giờ... Hả? Quên, chết. Bánh kem đâu? Bánh kem anh biết thấy đâu đâu? Đưa cho rõ ràng. À, bánh kem. Trời ơi. Kem ta mảnh dấu à. Ai biết thương gì? Quý yêu không à, bánh kem của ta cũng dấu nữa. Dễ thương ha. Trời ơi. Đẹp không, đẹp không? Ai mua bánh kem đẹp quá vậy? Cái gì mà đùm bé ngoại vậy bay? Nhớ mùa chớm chớm trước, mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thân. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Chào chị em bạn hiền. Dạ, chào chị. Làm gì âm sùm vậy mấy cưng? Dạ không có, tụi em nói chuyện chơi với nhau chút xíu à. Lệ Trinh Trinh. Dạ. Lệ Tân Tân. Dạ. Sinh nhật dạ. Xinh nhéo con nào? Em thề với chị là không có sinh nhật ai hết. Dạ. Hai liền, sinh nhật con nào nắm đầu ra đây cho chị. Con này, con này nè. Sinh nhật của chị. Vậy mà bấy lâu nay chị quên mất. Chị tạ ơn mấy tỷ muội. Ăn bánh kem thôi. Ăn bánh kem nha. Ngon lành gì nữa đâu ăn. Người ta đang giả bộ, người ta giấu rồi. Mà chị ra chị chửi quá, chửi hết vui thôi nè. Ủa ý là sinh nhật mình phải bất ngờ á hả? Chứ gì nữa. Không sao, làm lại. Chị giả bộ chị xóa sạch trí nhớ không nhớ gì hết trơn á, trời hết trơn á. Chị vô nha, chị bước vô giả bộ chị không nhớ sinh nhật chị luôn. Không nhớ mấy đứa tổ chức sinh nhật chị luôn á. Chị bước ra, giả bộ chị dắp té ăn cái. Cái em đỡ chị lên, em nói lời tha thiết. Chị ngã em nâng. Chị vừa quay vô đây cưng nói với chị một câu tha thiết. Happy birthday. Còn mấy đứa kia nó không làm gì. Vỗ tay. Đó.
Nhớ kịch bản chưa? Dạ rồi. Chị vô làm lại. Chị không nhớ gì trơn trời á. Vô. Mọi người ơi, đang làm cái gì vậy mọi người? Ôi trời, trời ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu làm gì đâu không à. Đi đâu làm gì hả? Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho chị hả? Mấy đứa ơi. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Đi 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 đi. Rồi 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 rồi. Rồi mấy đứa. Dạ dạ. Làm gì nữa nè? Ướt đi. Ướt nha, ướt nha. Ướt đi, ướt đi chị, ướt đi chú. Cuộc đời chỉ khổ lắm. Ủa đang vui buồn ngang chị bảy. Buồn chứ em. Chị sanh ra như vậy chị buồn lắm. Hiểu mà. Chị mới bỏ nhà chị đi. Trời ơi. Chị làm đủ thứ công chuyện hết. Chị gom góp một số tiền mở ra cái gánh hát này cho tụi em có nghề sinh sống. Dạ cảm ơn. Có phải dễ dàng kiếm tiền đâu phải không mấy đứa? Đáng buồn không? Dạ. Không nghe ăn vậy trời. Trời ơi, vui lên sinh nhật mà. Kể nghe, chị nghe vui vui vui. Trời ơi, hát bánh kem hiểu không? Chị nhớ lắm cưng. Hồi đó ai cũng có một lần tổ chức sinh nhật trong đời mình mà. Dạ. Ai cũng có sinh nhật trong đời mình hết trơn hết trọi đó. Biết sao không? Kiểu như làm. Chị nhớ bánh kem của ba mẹ này nè. Lúc mình còn nhỏ đó cưng. Là thôi nói. Là má chị là tổ chức sinh nhật cho chị luôn. Ba má thương chị lắm mày ơi. Đó, thương thiệt có mặt này xì. Chị có đánh em được không chị? Đánh chị đánh chị mới nhớ chuyện chị kể được hiểu không? Má chị làm sinh nhật cho chị thôi nôi một tuổi đàng hoàng bộ thiệt rồi. Đau tay thiệt rồi. Bánh kem bị trang gì luôn à. Nhớ lúc thôi nôi mà kiểu như là con nít mà còn nhỏ cái ba má mình dọn cái mâm ra đổ đủ thứ lên trển hết bóc à. Chúng cái gì làm ngày đó nhớ không à. nhớ bóc chị bóc gì bóc gì chứ bóc gì không chị bóc gì cây lược. Trời ơi bóc cây lược là đại diện cho nhan sắc sắc đẹp đúng không? Đúng rồi. Hèn gì giờ đẹp quá trời này chị đẹp như hằng nghe vậy đó. Trời bảy nhìn mặt bả như thỏ ngọc kìa. Không dám đâu em thấy chị giống chú cụi hơn. Nó nghe nè bây giờ á hồi đó bóc cây lược xong ba chị tức cái bộ nói đàn ông con trai bóc cây lược nữa điệu đại đàn bà rồi sao. Ông tức ông ra đường ông kiếm cục đất sét bữa chán nè ông nhét vô tay chị ý là đàn ông con trai phải rắn rỏi mạnh mẽ như cục đất gì đúng không. Cái chị cũng ôm cục đất sét vô người cái chị nặng búp bê chị bồng. Trời ơi công việc chị khéo dễ sợ luôn nha. Không sao ơi. Chuyện đời của chị chị kể rất là lạc quan mới đầu quen mấy chục năm rồi quên rồi. Dạ bây giờ chứ có chị có điều ước gì chị có điều ước gì giờ chị ước hả? Trước mong sao mà mẹ chị đó giờ chắc mẹ chị cũng yếu rồi mong sao mẹ chị đừng lo gì chị hết trơn hết trọi đó coi chị như người bình thường ngoài đời đi sống yên vui tuổi già được rồi hiểu không. Ăn bánh kem. Dạ. Ăn bánh kem. Dao đầu cá. Dao bé này công sức tụi em á hùng đừng cắt vô mua tặng chị đó nha chị. Trời mày chém tao hả? Đâu có trong đồ mình nghèo quá có cây dao mình xài thì tập quá mà chị. Đúng rồi cây dao này ngày nào cũng gọt trái cây chị ạ. Không chị bình tĩnh đoàn mình có cây dao xài mọi chức năng cây này bữa em vũa móng đó chị. Trời vũa móng còn đỡ chị lấy cạo râu đó cưng. Sao cắt nha. Dạ hồi hộp quá. Dạ cắt đi hả? Cắt đi mạnh mẽ lên nó cắt cổ tao à. Kỳ ghê vậy đó trời. Chị cắt. Chị diễn á, chị diễn á mấy cưng. Hết hồn à. Trời ơi, hết hồn mà. Ghê. Cái bánh kem đi, nó bụng quá à. Bây sao dẫn mặt với chị quá à. Cái bánh kem nha. Dạ dạ. Mời hợp. Trời ơi. Ý, chè bánh lọt nè. Quà của chị hả? Dạ dạ. Không sao. Có chè ngọt ngào như tình chị em là vui rồi. Quýt dạ. Lòng nhiều. Ừ. Mỗi đứa cầm bịch ăn chơi chung sinh nhật chị nha. Dạ, cảm ơn dạ. Chị. Nè, cho con bịch lệ trinh trinh. Lệ vé nè. Cảm ơn chị. Lệ nước. Lệ tân tân. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa này thiệt á. Thôi, chung vui chị nghe. Rồi tao ăn cái gì bay? Rồi tao ăn cái gì? Có bốn bịch tao ăn cái gì bay? Em phụ chị. Đường đường thương đau đầy ải nhân gian. Cưng bấm nhạc. Đừng bắt chị theo tông cưng. Cưng phải theo tông chị.
Đường đầu thương đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt xưa. Nhiều đó thôi được rồi mấy cưng à. Thôi biết sao đâu mình đế nữa chị. Thôi nói chung bữa nay sinh nhật cho tôi tổ chức vậy là vui rồi. Dạ. Nãy giờ hửi ngang hửi khó vui rồi. Dạ. Thôi chuẩn bị khán giả vô mình làm nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Tụi bay khách vô khách đập nát tụi này cho tao. Bảo vệ, bảo vệ chị, bảo vệ chị. Tao tới đây kiếm bầu đoàn. Bầu đoàn đâu? Má chạy. Cái gì vậy? Vậy? Nhổ tóc mai chị, nhổ tóc mai chị. Dạ, nhổ tóc mai chị. Thôi, thôi. Anh ơi xui quá, chị chết rồi. Hay là ngày mai anh rảnh á, anh quay lại anh kiếm chị được không? Bây giờ tan gia tụi em đang bối rối nha anh. Chị. Bà giỡn mặt với tôi hả? Bây giờ sao? Bà có trả tiền cho tôi không? Hồi nãy em cũng chết nhưng mà em chết lâm sàng anh à. Lâm sàng hả? Bây giờ tôi cho bà lâm trận luôn nè. Bây giờ bà có trả tiền cho tôi không? Anh ơi, không ấy về anh nhắn chị Hai Lụa đó. Để tối nay tụi em mở gian hàng ra bán vé cho khán giả. Rồi mai em gom tiệm trả chị Hai Lụa đứng đầu tội nghiệp tụi em. Dạ, dạ. Đúng bà giỡn mặt với tôi hả? Có trả không? Không trả tao đập đoan. Nè, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Đoàn tụi tôi không muốn đập là đập nha. Muốn cái gì nói chuyện chị em tụi tôi đàng hoàng, không có đập. Trời mày chị, thích nói chuyện dạ dạ. Dạ dạ em xin mấy chị. Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền lận? 120.000 lận. Sao vậy mấy đứa? Nhiều quá em sốc chị. Cái gì? Bà thiếu 120. Bà Hai Lụa bà trả tôi 1.200.000 đã qua đòi bà. Chị, cái này là tiền của em 1.200.000. Giờ mấy em trích ra 120 em cho chị. Ủa? Gì vậy? Ủa chi vậy em? Dạ đặng chị trả lại cho em để em có cái em nói chuyện với chị Hai Lụa. Chứ để em bị đánh hai đầu cũng cực quá chị. Ờ, nhớ tao trả cho mày nè. Dạ, à khoan đã. Ai đó lấy điện thoại chụp lại giùm làm bằng chứng giùm. Ờ, đây, đây, là... Ủa làm bằng chứng hả? Dạ. Là bằng chứng phải lên sân khấu cho nó hoành tráng. Lên sân khấu cho nó hoành tráng. Dạ, dạ, dạ. Tao kiểu nha, tao kiểu nè. Từ từ đợi nhỏ em. Thôi lên 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 lên. Đến lẹ lẹ cũng lẹ cưng. Lẹ cưng cưng nè. Đến 2 3 đến 2 3 nè. 2 3. À 2 3 cái nữa nè. Trời ơi, trời ơi, 2 3. Rồi rồi rồi, được rồi, được nè. Rồi, về đi. Ráng lấy tiền này lo cho gia đình mình, hiểu không? Dạ. Dạ. Em cảm ơn mấy chị nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ thấy mình về. Về cẩn thận nha anh ấy ơi. Dạ dạ em cảm ơn. Thấy chị cực khổ chưa mấy đứa? Có 120.000 mà đánh lộn đánh lào đâu phải dễ dãi dễ dàng sung sướng gì mấy đứa. Thái độ gì vậy? Thái độ gì khi dễ hả? Ủa có 120.000 khi dễ cái gì chị? Ai mà thiếu nợ chị đó. Tôi nói có tụi mình nó nghèo khổ rồi chị sân si làm chi. Chị đánh quần đánh áo của bà Hai Lụa mai đồ chi cho thiếu 120.000, nó qua nó đòi cho mang nhục vậy. Ờ tao sân si, tao sợ đòn mình không bằng đoàn chị em. Tao mới bấm bụng, tao lấy tiền tao mua 2 sắp giải ha. Tao mua cho mỗi đứa 2 sắp giải, mai thành 2 bộ bà ba. Tiền công có bộ 60.000 là 120.000 đó mấy đứa. Chị sân si quá mà, chị tội lỗi quá mà. Ủa, tại không phải. Tại em chứ tại ai? Không, không. Tụi em có cho chị nói không? Có lẽ trên trên. Có bao giờ tao vừa lòng mày không? Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Thiện tai đó. Tại sao? Tao ốm thì chơi tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm BD thì nói lộ.
hết lộ nó mình gồng, lấy chồng thì nó mình mê trai, không có ai nó mình ế, lên chùa nó mình đạo đức giả, về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết đâu, đi xa nói mình trốn nợ, ru rú trong nhà nói mình ít kể giống chơi với ai, đăng hình lên mạng được mấy triệu like nói mình hát, còn đăng được mấy chục like nói mình xấu như cuốn xong mới thèm like đó. Rồi mình làm sai đó nó nhớ kỹ lắm, mình làm đúng nó không quan tâm đó. Rồi sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già, mình phấn đấu làm đẹp á nó mình lố lăng. Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao khắc lên mặt mày mì ăn đời gian ác. Chị, em nói chị nghe nè, không có. Tại vì chị không nói tụi em biết thôi, chứ nếu mà tụi em biết chị mai đồ cho tụi em thì tụi em hùng tiền với chị. Dạ em lại phụ nữa hả? Lại dạ. Phụ nữa hả? Dạ. Thôi đi, nay sinh nhật vậy tôi cũng vui lòng rồi, nãy giờ la cho biết cho hiểu tôi vậy thôi. Cà mồ ba vô để dành bữa khác mặt. Dạ. Hai đồ dọn hàng ra đón khán giả vô mấy đứa. Dạ. Đúng rồi tới giờ thôi, chuẩn bị chắc vô luôn kìa, chắc vô luôn rồi. Tới giờ chuẩn bị bán rồi. Tố gì ra quay cho em chị ơi, quay cho em chị ơi. Tố gì ra có số rồi nha. Tình yêu như món quà, chỉ có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta lại muốn cách xa? Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, sẽ mai đã đang kề cận ta lúc đó. Con số sáu à? Con số sáu nha. Bà con, mình sẽ cùng nhau chào đón một giọng ca lẫy lừng, nữ danh ca vô lý. Mỗi xin kính chào bà con cô bác, quý vị khán giả. Ngày hôm nay rất vui ghé lại đoàn lô tô phù du của chúng em. Kính mong ai đi ngang qua đoàn lô tô của chúng em ghé vào một tờ vé 10.000, dù chỉ 10.000 nhưng giúp được rất nhiều cho chị em chúng con. Những số phận trôi sông lạc vợ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Anh, chính anh ngày xưa đó, cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. 33 số gì ra, số gì ra, số gì ra, ai kính chưa? 33 này, ai kính chưa? Cô lên đây nhận thưởng cho con. Dạ. Rồi, đường sữa quạt cũng chẳng ai chọn nha cô nha. Rồi. Dạ. Nè, cô cho kiểm tra kinh đi cây cô. Dạ. Lê Minh Dự. Ai tên Lê Minh Dự? Ra cô gặp kìa. Ai tên Lê Minh Dự ra gặp cô kìa. Có không? Không có hả? Vậy anh, xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi anh chị. Bữa nay chương trình của đoàn tụi em kết thúc sớm nha. Mai quay lại tụi em bù cho quà nhiều hơn nha. Rồi, giải tán. Giải tán đi mấy đứa. Không được giải tán. Bà con cứ ngồi lại đây đi, để nghe tôi kể câu chuyện về thằng con bất hiếu. Nó bỏ nhà đi đã 20 năm rồi. Tôi lặn lội đi tìm nó, mong mẹ con gặp nhau. Nhưng bây giờ nó gặp tôi, nó không nhìn. Đứa con gái này không phải là Lệ Mỹ Dung, mà nó là thằng con trai của tôi, Lê Minh Dự. Lúc mới sanh con tôi ra, nó là một thằng con trai. Lúc thôi nôi, nó chọn cây lược. Vợ chồng tôi cũng không chút ngạc nhiên. Ông mua cho nó chiếc xe thì nó đòi tôi mua cho nó con búp bê. Đến năm 10 tuổi, nó bắt đầu tô son kén phấn.
cái áo của tôi mà mặc. Vợ chồng tôi bắt đầu lo sợ vì không chịu nổi. Ông dẫn nó đi đá banh, nó lấy trái banh chơi banh đũa. Không chịu nổi sự chê trách của bà con dòng họ, không chịu nổi sự mỉa mai của bà con chồng tôm, tôi với bà nó buộc nó phải trở thành một thằng con trai, phải cưới vợ sanh con. Nó giận dỗi bỏ nhà ra đi lúc nó 15 tuổi. 20 năm nó không về, nó đi luôn. Ba nó chết, nó cũng không về gặp ông lần cuối. Một thân một mình 20 năm tôi lặn lội đi tìm con. Ai chỉ chỗ nào tôi cũng đi, đi tới nơi thì con tôi nó dọn đi chỗ khác. Cũng may bữa nay nhờ có mấy cháu chị là nó ở đây. Bây giờ gặp nhau, con Lê Hồng có nhìn mẹ. Không nhìn rồi thì thôi mẹ về. Nhưng mẹ không có đi tìm con nữa đâu. Mẹ già rồi, không có còn sức lực để mà đi tìm con nữa. Có thể lần này là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rụng, con phải mồ côi. Gió lại mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Mẹ! Con xin lỗi mẹ. Mẹ mới là người xin lỗi con. Cha mẹ sanh con trời sanh tính, ông trời đã đặt như vậy rồi. Thì dù trai hay gái gì á, con vẫn là con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ đi theo con. Nói năng lừa lờ. Con ơi, phận gái 12 bên ước bết biết nào trong, biết sông nào đốt, biết rủi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Con gái theo chồng lìa quê xa xứ, qua núi qua non qua suối qua phà, con số 33. Xin cảm ơn quý vị đã xem video.
ơn sự hỗ trợ rất đặc biệt của nghệ sĩ Kim Phương. Thực sự đây là tiết mục mà cả phần nhìn, phần nghe, phần cảm xúc đều tốt. Mình đã coi cái phim, cái kia là Phù Hoa, còn này là Phù Du, đúng không? Cái tiểu phẩm này của bạn á, nó đồ thêm vào cái cảm xúc đó của người xem. Cái diễn xuất của Dự, cái ứng biến ở sân khấu của em rất là tốt luôn. Em không hề bối rối khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Đó là một cái tư chất, một cái tố chất mà vô cùng cần thiết. Em không hề bị mất bình tĩnh tí nào đó. Với cảm giác của tôi là bạn sẽ còn đi rất sâu vào những vòng trong. Nãy thấy Hương ngồi cười sung sướng vậy, cười ha ha ha, cười không cần kìm nén luôn. Tại vì chị Vân biết sao không? Em theo Dự từ đầu mùa tới giờ, và tới ngày hôm nay thì em mới thấy bắt đầu ảnh đi. Cái khuôn mặt không có còn cái lo sợ nữa, và tập trung vô vai diễn. Và khi em tập trung vô vai diễn em duyên dáng lắm. Em ra mà em té chừng hai lần nữa chắc chị xỉu luôn á. Cô Kim Phương, cổ diễn đã lắm. Cổ bước lên chị sợ là cổ lướt em mất. Nhưng khi cổ lên á, hai người phối hợp vừa phải hợp lý. Cổ nâng em đập, em nâng cho cổ để xuống và ao. Việt Hương sanh ra trong cái thời của sân khấu lô tô. Và hát không phải leo lên sân khấu như vậy đâu. Leo lên cái dàn giáo rất là cao cao cao. Mà dưới cái dàn giáo đó là các cái giường ngủ của các cổ. Rồi tôi leo 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 lên, sắn quần sắn áo, leo lên cao để hát. Hát xong đi leo 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 xuống. Là tôi đã hát rất nhiều đoàn, các loại như thế nào, cho nên tôi cảm được. Mong em sẽ vô sâu hơn và có những cái tiết mục mà nó đã, nó thấm như ngày hôm nay đối với bản thân chị. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị ban giám khảo. Dừng lại liền. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Dạ em phát cho người nghèo. Phát gạo cho người nghèo? Dạ. Mình làm từ thiện. Dạ. Mình nhìn giùm cái lưng tôi coi. Dạ. Hào quang phản chiếu phải không mình? Dạ có mình. Công đức tôi vô lượng thọ lắm phải không dạ. Mình? Mình rảnh quá. Cái này không phải để cho mà là để bán. Để bán? Để bán. Bà con, nói nào ngay thì lũ cũng hoành hành cả tháng nay rồi. Tôi tích góp được một chút gạo mà vợ đem cho đó, thì đổ thừa tôi bố thí khi dễ mọi người. Không, tôi thích được khi dễ ông. Dạ. Nghe. Đó, tôi biết mọi người không có đồng ý như vậy. Không, tôi im luôn đi. Đó, rồi bây giờ tôi phải bán thôi đúng không? Đúng nha, họ trả lời ha. Cái giá gạo tôi đó, tôi bán bằng cái gì, tính bằng cái thứ tự, cái tên của mọi người vậy thôi. Ủa là sao? Là sao? Bà thứ mấy? Thứ hai. Hai đồng bọc gạo. À, hiểu rồi. Rồi. Người tiếp theo. Ba đồng đúng không? Chú ba nè, nói lý nhí trong miệng không nghe được gì hết. Nè. Rồi, ba đồng bọc gạo đưa đi mình. Nè, bốn đồng nè. Sao có bốn đồng vậy? Tôi tin bốn. Ngoài cái tin bốn ra, mọi người kêu ông là cái gì nữa? Ông Tư. Tư cộng bốn là nhiêu? Tám đồng. Xong chưa ba ba. Mười một đồng. Sao 11? Nó mới kêu 3 + 8 11. Ôi gì kỳ ba. Trời ơi. Nó nghe đương lượng vàng lại trừ hao kêu ba hoài. Tôi đây, người tiếp theo. Chết rồi. Tao thứ năm. Bây giờ mày ngu quá, mày nói thứ năm một cách là lấy năm lượng đó. Bây giờ mày đổi cái tên khác thì mày lấy cái tên gì được có số chổng. Được rồi, biết rồi. Dạ. Lẹ. Dạ, anh đại gia, em tên là Trần Văn Ngũ. À, ngũ là năm, là năm đồng. Không ai, ngũ là ngũ luôn đó chứ đâu phải là năm. Ngũ luôn hả? Ngũ luôn. Ngũ đó là sao tính tiền được trời. Dạ, yeah, không tính tiền rồi, đưa gạo đi rồi. Về ngủ cho no khỏi lấy gạo.
Không, giờ sao cũng tại mày hết á. Tên gì nói thay thiệt. Rồi rồi biết rồi. Ở nhà mày còn cái tên gì vợ mày hay gọi đó? Vợ tao gọi tao yêu thương lắm. Tên Hợi. Đúng rồi. Anh nói em tên là Trần Văn Hợi. Hợi. 12 đồng. Mắc gì 12 đồng? Tí sủ dần mẹ thịnh tiền ở mùi xương dẫu tức Hợi mày hay con giáp 12 đồng. Mày nữa đấy chưa? Cũng tại mày không đó. Cũng cái gì? Hên đó. Hên gì hên? Nó tính là con giáp chứ nó tính ký là chết tao luôn. Mày nhiêu ký? 80 ký. 80 cộng 12 chính 2 đồng. Đó nữa. Cũng còn hên. Sao hên? Nó mà biết số nhà tao chết tao luôn. Số nhà mày số mấy? 453-12-27-18-39-17B. Chết rồi, anh ơi sổ đỏ này bán bịch gạo đi em. Đưa gạo đi mình. Dính luôn trời. Mất căn nhà nha. Lần đầu tiên mua nhà. Ê ê ê. Hả, cái gì? Có gạo rồi vừa lấy hết căn nhà còn gì nấu cơm không? Chắc phải ăn sống quá. Đâu được, tội nghiệp lắm. Nhà còn cái mẻ kho hiểu không? Giữ mà xài. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi bể xíu. Bể về gạo để vô sao được? Được sống được. Ngồi xuống kỹ cho coi nè. Chị à, ví dụ mà giờ cái này bể phải không? Dạ. Mình đổ gạo đổ nước vô. Dạ, dạ. Đó cái mình mà đổ gạo đổ nước vô thì nước nó lọt xuống. Lấy bàn tay bịch lại. Hay quá ta. Bịch lại. Bỏ củi vô. Đun lửa lên, bần, chín giật tay ra. Cơm là chín, còn cái tay thì sao? Cháy rồi. Rồi tay đâu múc cơm ăn? Có thêm cái món thịt tay nướng mồi nữa. Đéo ăn thiệt luôn á. Ông giàu mà kiểu này mai mốt hả? Tôi nói chờ chú Đức Việt. Người tiếp theo. Dạ dạ chú ơi. Tên chú... gì? Dạ chắc con về, con không đủ tiền mua. Tên gì mà không sợ đủ tiền mua bây giờ nè. Chú hai, chú ba thì 3 đồng. Quá lắm 30, rồi 40. Quá lắm vô kia đưa sổ đỏ thì tên gì mà không nổi. Dạ tên Tỷ. Lê Văn Tỷ. Vậy về phải rồi. Ba má đặt cho cái tên Tỷ chi bây giờ không có gạo ăn. Nè. Dạ. Tội nghiệp không đặt cái tên gì ác nghiệt rồi không có gạo ăn. Dạ vậy thương con cho con. Đứng ở bên đây, dạ. Nó có về liền hả? Qua dạ. Đây, đợi dạ. Xíu, mở cửa cho về. Ô quên nhà không có cửa đó. Dạ. Về đi. Dạ. Không có tiền gạo chứ. Nè. Dạ. Nãy hơi quá đáng phải không? Dạ, nhưng mà không sao. Xin lỗi nha. Dạ dạ không. Để đây. Dạ, biết rồi từ từ. Dạ. Mai mốt không có sớm xa sớm xác vậy. Dạ. Ta tấp mình quê với ai? Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hiểu rồi về đi. Dạ. Nè. Nè một cái nữa tôi quýnh chết luôn á. Vừa phải phải thôi. Người ta là dân nghèo nhưng người ta có danh dự của người ta chứ. Làm gì cũng vừa phải ác gì mà ác dữ vậy. Cái thứ như ông hả là cái thứ thừa nút đục thả câu. Cái thứ mày râu dài không cạo. Cái thứ ông mà xào xào điếc quen. Cái thứ mày lan man bụng cóc. Cái thứ hả ăn ốc bắt ta đủ vỏ. Cái thứ mày hả áo đỏ quần xanh. Cái thứ mày lên chanh lết chắc. Cái thứ mày chuột nhắc mà tưởng chuột đông. Cái thứ mày cháo lòng tưởng cháo huyết. Nãy giờ tao điếc tao nghị trường. Nè, mình ơi. Dạ. Lấy cơm tôi ăn đi mình. Nè. Dạ. Cái thứ gì mà ác ôn vừa phải phải thôi nha. Ăn để đâu gì? Trong đó vậy. Dạ. Ăn uống hả? Ra ngoài đường đi ha. Trời đánh thánh đầm cho coi. Trời ơi. Ông trời ông hiển linh vậy. Ông đánh nó chết giùm con đi ông trời. Tao còn sống. Sao còn sống hay vậy? Mày không nghe câu trời đánh tránh bữa ăn hả? Tao đang ăn xong đánh tôi chết được. Không tin nói lại đi. Trời đánh thánh đầm. Có chén cơm nó đánh tôi chết được đâu. Không tin nói lại đi. Trời đánh thánh đầm. Không còn sống nhăn răng đây mà. Trời đánh thánh đầm. Vừa lắm mất chén cơm mày chết. Minh cái thứ nhà ông á đa đời chết đi. Ác vừa phải thôi tôi không cần nữa. Đơn giản thôi. Không sao đâu mình. Để đó cho tôi. Trời đánh đâu có chết được. Người đánh mới chết phải không mình. Mà tôi có tiền mà. Ai đánh tôi chết được hả mình. Mình nè. Tôi thấy mình làm vậy không có được đâu mình ơi. Vợ chồng mình bây giờ cũng có ít của rồi. Hay là mình làm phước làm đức cho người ta đi mình. Chứ mình làm vậy ăn ở thất đức lắm. Mình nói là thất đức. Dạ dạ không. Ý là tội ác hả mình. Dạ không ý em. Mình im đi. Mình biết cái gì mình nói. Bây giờ tôi giàu có tất cả rồi. Mình là người hưởng chung với tôi với ai. Ở đây tôi nói cái gì nghe tôi cái đó làm cái đó. Không được cãi mình. Còn là... nhắm mà làm không được đó. Đừng ở đây nữa. Cái gì? Mình đuổi tôi. Được rồi. Bây giờ nếu như mà mình đuổi á
thì tôi đi cho mình vừa lòng. Đứng lại, tôi không có đuổi mình. Cái này là mình muốn đi, nhưng mình nên nhớ quần áo của mình, lụa là gấm vóc, vàng bạc của mình là của tôi cho mình đó nghe mình. Cái này là của mình, tôi trả hết lại cho mình. Mình ơi, mình đi thiệt hả mình? Mình đi thiệt xa nghe mình. Chết bờ chết bụi đừng chết ở nhà tôi nghe mình. Có tiền mà trời. Có tiền mà, vợ đi kệ vợ đi, có tiền là mua được tất cả. Ngày xưa, chuyện ngày xưa, ở một nơi xa thật xa, thạch sùng đó tên của ta, người giàu có không ai bằng ta. Vốn xuất thân từ một gia cảnh nghèo khó, ăn uống bằng tiền không có nhiều tiền, ao ước một ngày có được cuộc sống giàu có. Và rồi có một ngày nọ, ông trời báo mộng cho ta, giúp ta từ con số không trở thành một người giàu có xa hoa. Ông nói với ta nơi đây sắp có bão lớn, còn báo tất cả dân làng cẩn thận tích góp gạo cơm. Đây là sự thật hay mơ? Có phải cơ hội của ta đã tới giúp ta có được cuộc sống mà ta mong chờ? Ta giàu rồi, ta giàu rồi. Đẹp lắm. Mà nghe thiên hạ đồn, nghe thạch sùng này giàu quá rồi, có hai vợ chồng bá hổ làng bên đó ghen ăn tức ở vì đòi qua đây đấu giá tài sản với nhau, có ai giàu hơn ai, rồi gì nói mà ai thua đó là mất hết tài sản. Thôi nghe cũng hơi nhột trong người, mà sao mà thua được, bởi ta là thạch sùng giàu nhất cái vùng này, thử hỏi ai là người giàu nhất là ta. Mày điên hả? Cái tướng mày hèn chết giàu chỗ nào? Tôi là gì? Tôi giàu lòng nhân ái. Rồi có tay sao băng vậy? Nhờ cái món tai heo nướng mội của ông đó. Ông nhớ chưa? Bây giờ còn cái cùi không? Ăn cơm mà cái gì? À, thì no gạo no cơm thì phải chịu chứ làm sao? Rồi ông chủ mày đâu? Được, để tôi kêu ông chủ tôi vô. Đại gia giàu đâu? Bây giờ mới vô nè. Chào thạch sùng. Mày dắt cháu ở đây nói chuyện tao chi vậy? Cháu hồi nào đại gia đó. Nó cười cái con nít của vậy. Ta cười vô mặt mày ơi, ta kinh điển ơi. Cười vô mặt tao. Phải. Ủa mày giàu hơn ai mày cười tao? Có thể ta không giàu hơn ngươi, nhưng mà vợ của ta sẽ giàu hơn ngươi. Mời vợ. Có vợ. Lạng dữ vậy? Qua kia. Giàu sao mà mưa quá vậy? Qua đi, ngồi đi vợ. Ngồi đi vợ. Ôi là ngồi đi. Cái gì mày? Đang tắt quên. Ông lão. Chị, nhìn chị hiền hậu phúc đức quá ha. Ai mà hiền hơn tôi là tôi giết người đó. Nghe chưa mày? Nghe chưa? Thách sung, ngày hôm nay đúng kỳ hạn, vợ chồng ta đã đến đây để giao đấu tài sản với người. Quy luật cũ, nếu như người thắng thì tất cả tài sản của ta sẽ thuộc về người, còn nếu như người thua, tất cả tài sản của người sẽ phân phát cho dân nghèo. Nghe đau lòng dữ vậy. Mà sao mà thua được? Tao giàu nhất cái vùng này mà. Thôi đấu thì đấu. Dạ, nói đầu ngay cũng thưa với anh chị đó là nhà tôi không có gì ngoài có điều kiện. Nha, tôi chỉ có cái dòng kim cô này nè, tu luyện ở trong lò 300 năm, công dụng nó ghê gớm lắm đó. Công dụng gì hả? Mình trồng vô người mình ra phát hiện được đồ giả đó. Cái gì thấy ghê vậy? Không tin hả? Ở đây dân làng ai muốn thử không? Ý
anh áo đỏ nè, thử không anh? Thử vô nè, coi 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 có gì không nè. Có gì không nè? Ê! Mũi giả. Trời đất ơi là trời. Mấy dân làng này đừng manh động, không có thử đâu, tại biết là cũng giả rồi. Thấy ghê chưa? Vậy sao? Mà... Ủa vợ sao vậy? Dạ. Đó bà chủ nhìn lo lo vậy bà chủ? Đâu có lo. Trời. Sao vậy? Mũi thiệt cầm thiệt mà chồng. À. Không có gì phải lo lắng cả. À. Không sợ gì cả. Ây à. Không sợ mà run. À dạ. Bình tĩnh. Không sao, có chồng đây đừng có sợ gì cả. Đúng rồi. Bây giờ nếu như nói cái giọng đó hay thì sự... Ê! Ra thử đi. Chuẩn bị. À. Mày giả chỗ nào? Mới đặt giải năm ngoái lấy tiền sửa văn. Thấy công dụng nó ghê gớm chưa? Chẳng có chưa mà. Tin đâu, ghê gớm. Ê mày lên thử luôn đi. Lên đây. Thử đi không có sao đâu. Cái thằng mỏ mày lanh lắm nha mày. Ê. Mày giả khúc nào? Cái gì vậy, mấy chục năm trời sao mày giả trời? Chứ đâu ra cái giọng này ghê thì tôi ngồi vậy mà cũng tới được luôn á hả? Mày rảnh không? Mày rảnh không? Tao mỏi, tao ngồi chút xíu. Mày nhảm vừa thôi. Kể từ giờ phút này mày là nhân vật phản diện của tao nha. Dạ. Bước vô trong. Dạ. Bước vô trong đi. Không có làm ăn được gì cả. Vợ chồng anh ai dám thử? Đương nhiên là vợ tao. Vợ là vợ thương chồng, vợ nể chồng, cho nên là vợ muốn chồng làm trước. Ủa sao kỳ vậy, có sao đâu, vợ chồng mà ai trước cũng được, vợ lên trước đi. Nhưng mà chồng cứ làm trước đi rồi tới vợ. À vậy à, thôi được rồi, theo chứ lời vợ tao. Cũng vợ mà. Ừ, lo tao gì? Sẽ lên trước. Ủa gì chưa chồng mà sao âm thanh dữ vậy ta? Cái giọng bị mát rồi nè. Ta thử lại. Mày cười giả mà về luôn đi. À chị hả? Thôi được rồi, ta đã xong rồi. Vợ, thử đi vợ. Đau, đau bụng chồng ơi. Bây giờ có đau bụng như thế nào cũng phải thử. Đúng rồi. Sao đổ mồ hôi quá vậy? Ừ. Chẳng em đổ mồ hôi đó cơ. Thế thì thử đi vợ. Thử thôi, có gì đâu sợ. Không sợ. Sao mặt xanh chành vậy? Xanh đâu, tại nãy nó quên đánh má hồng. À. Rồi, thử nghe. Cầm mẹ ơi, chồng nó ra chưa? Sao vậy? Đã nói rồi đừng bao giờ mua đồ cho vợ. Nó nói cái áo giả mà cứ có mua à. Chồng biết rồi, mấy bố mua áo xịn xịn cho vợ nghe. Rồi, ai trọng tài bước ra đây. Rồi bây giờ vậy. Ừ. Bên của Thạch Sùng đã có cái dòng càng khôn. Còn bên đại giấy giàu có cái gì? Có sao không có? Có cái một gì? Bụ bối rất là lợi hại. Đó chính là sợi dây thần cái. À trôi qua trôi qua. À trôi qua trôi qua. Ê sao hay vậy? Mày rõ đồng pin mày lố quá mày. Mày trộn mà mày lộ liễu à. Đây nó phát hiện à. Nhưng mà đây sợi dây thần kỳ thật sự. Thôi, thần kỳ được là mình thắt cổ mình chết luôn. Thắt cổ mày, thắt cổ mày chết á. Mày không có, đấy là sợi dây kéo co. Nếu mà ai nắm trong tay sợi dây này thì người đó có sức mạnh vô biên, sẽ chấp hết, tin không? Không tin mày. Không tin thì thử đi. Rồi thử đi. Qua đây. Nắm. Đó, kéo cho nó căng ra. Rồi. Tôi ở đâu? Qua bên kia luôn. Tay đâu nắm kéo. Ôm mọi người vô. Động viên. Dạ, làm trọng tài đi. Đấm trọng tay ra. Một, hai, ba, ba. Yeah. Đó, chồng thua rồi đó. Tao tém cắm đầu luôn vậy. À, sao lại kỳ như vậy hả? Thần kỳ chỗ nào? À, ta nhớ rồi, thần kỳ ở chỗ là sợi dây chỉ có tác dụng đối phụ nữ thôi. Là vợ đó. Phải rồi, vô thử đi vợ. Chấp chồng bên đó luôn. À, cầm. Chuẩn bị đi nè. Rồi chưa vợ? Rồi. Ráng lên vợ ơi. Một, hai, ba. Rồi. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ ở chỗ là bây giờ một mình thằng này chấp nguyên đám mình mới thần kỳ. Rồi, tao chấp hết nè, qua kia. Chuẩn bị nha. Lần này, ông thua chắc. Một, hai,
tôi tính đi nè. Có nghĩa là đầu tiên là bà bỏ ra 30% sức thôi. Tôi là tôi bỏ ra 20%. Còn ông á, ông là cái chiêu cuối cùng là ông mới dùng tới 100% sức lực. Cái chiến thuật của mình đó là gì vậy? Giờ người ta đây tính chiến thuật mà. Chiến thuật đầu bài thua rồi. Cái đen bài chiến thuật mà vô kéo chi cho nhanh vậy? Phải phụ làm đi chứ. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ là nếu đông mới thắng được, một mình nó là thua đó. À đúng rồi, thần kỳ vậy á. Nó đơn giản á. Trời ơi, cái báo giật gì kỳ cục vậy trời. Thôi bây giờ làm sao, còn gì để đấu tiếp nữa không? Thôi được rồi, bây giờ tôi quyết định như nè. Tôi sẽ ra đề. Bởi vì sao? Bên Thạch Sùng thì quá giàu, cái gì cũng có. Bên Đại Gia giàu, cái gì cũng có. Còn tôi có một món, tôi đảm bảo hai nhà không ai có hết. Món gì? Đó chính là cái mẻ kho. Đây. Mày đưa tao cầm sao? Mày ra trước mày thị phạm luôn đi chứ. Rồi. Rồi, cái mẻ kho đặt ở dưới đây nè. Đó. Mày nói nghỉ đi. Mày rảnh lắm thì mày đứng ra đi, ông tách ra đi. Ông nói mày làm mày buông chi rồi mày không làm được. Mày cũng khoái ơn tao lắm. Đây là cái mẻ kho đặt ở đây. Tôi đếm 1, 2, 3. Ai mà người cầm nó đầu tiên thì nhà đó chắc chắn sẽ thắng. Vô. Chồng thế hay là đi giật con hồn? Cái gì vậy? Ta là con hồn mà nhà nhà cũng phải tàn nửa cây mới giật. Nó chưa nói. Nó có chữ chiến thắng, mày gần cái chữ thắng là tụi bắt đầu rồi. Ta phải đến 1, 2, 3 rồi mới giật chứ. Thí sinh mệt rồi nghe. Để khoan. Tao bả mệt rồi đó. Mệt chứ. Đà mày nói chữ bắt đầu để tao nghe tao lấy nè. Kéo kéo hơi lên từ từ. Từ từ giờ ơi. Xong. Đó. Ê. Mày nói chữ bắt đầu chưa? Mày chưa nói hả? Mày chưa nói mày ơi. Đó rồi, bà lẳng tay đó. Thôi, lỗ tay bà điếc rồi, bà lẳng tay bà không nghe nó nói rồi. Ê, mày nói vậy là mày bậy rồi đó. Bậy gì? Mày nhỏ mà mày nói tao điếc là mày hổn á. Nhỏ gì bà, con đâu có râu bằng tôi đâu mà nói tôi nhỏ bằng bà. Ủa tao đang đàn bà mà tao có râu gì? Râu gì? Cạp nát bà giờ mà tin không? Cạp cái gì thì đúng rồi, cái hầm mỏ của mày vậy mày cạp tao là phải rồi. Nè, mày muốn ăn nó hàm hồ nha. Tao tưởng bà hàm hương hả, nói hàm hồ vừa thôi. Nói hàm hồ chứ đâu bằng hàm răng hô của mày. Tao nói cho mày biết nha, mày không có nghe người ta nói hả? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dù gì mày cũng coi tao là mẹ của mày chứ. Nè, bà đẻ hay làm đó, tôi con của bà đó nè. Nè, không biết chuyện mà nữa. Tao không bao giờ nói chuyện với mày. Mày ngang ngược lắm. Nè, không thể nhìn mặt nữa nha. Nè, tôi sợ bà. Mẹ ơi, tôi không nhìn mặt nữa. Tôi luôn không nhìn mặt bà nữa nha. Nè, lên đây chửi lại từ đầu tiên. Từ đầu gì nè. Bà đó, cái đứa không có bằng cấp gì hết, chửi lộn như ta. Bằng cấp loại của mày á, loại của mày là cái loại vô học á. Không, tao là đáng tuổi. Đừng có vô côn đảng nha. Tao thắng. Ủa gì kì vậy? Hay quá, dạ tôi thắng rồi. Vậy là ông đã thua rồi nha. Không, tao không thua. Tao không thể mất hết tài sản được. Tao không thua. Tao phải là người chiến thắng. Đây nè. Cái mẹ con của người ta mà tự nhiên giật. Tao mới là người chiến thắng. Tao phải có được cái mẹ kho. Tao không thể mất được tất cả. Tao là người chiến thắng. Cuối cùng Thạch Sùng cũng là người chiến thắng. Ý hình như nó biến thành Thạch Tùng rồi. Ý nó biến thành Thạch Tùng rồi. Sao vậy? Tại sao? Tại sao Thạch Tùng có mẹ kho, có tất cả, mà vẫn mới biến thành Thạch Tùng? Ông có tất cả mọi thứ, nhưng mà một điều cơ bản nhất ông không bao giờ có được. Tư duy. Đó chính là tình yêu thương của tất cả mọi người. Thương tôi đi. Em thương mình.
lỡ. Tôi xin lỗi mình. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Minh Dự. Cái tích này thì Thương nghĩ chắc từ một đứa bé cũng biết. Cái chi tiết ngày hôm nay em làm trong cái kịch bản này, chị lại thấy thú vị nhất là cái phần em bán gạo á, mà em bán theo cái thứ họ của họ làm cho chị cảm thấy nó vui, thấy nó hay. Cho nên là không có thấy được cái sự mà em ác tâm. Hình ra là khi mà em bị trả báo á, nó tội quá. Nếu mà vậy đó thì em với chị Lê Giang phải là biến thành hai cái gì đó mà nó phải chửi nhau luôn mới được. Tại vì chị Lê Giang cái dữ quá, hiểu không? Tới nỗi mà chị hào hứng tới nỗi mà chị lên tới đây luôn, chị còn kêu quất luôn đi chế. À, có nghĩa là chị Lê Giang chị cuồn cuộn cái lửa. Thì bên đặc cạnh đó chị lại sợ cho Dự á, có nghĩa là khi em đơn thân độc mã mà không có dính đến cái chuyện mà xảo ngôn của em, dùng tính từ ngữ nhiều của em, dính về cái phần kỹ thuật biểu diễn nhiều một chút, thì Minh Dự sẽ bị né, bị chờ chị Giang. Tại vì chị Lê Giang chị diễn sân khấu rất là lâu, chị diễn kịch dài cho nên kinh nghiệm chị rất là nhiều. Chị hỗ trợ cho em mà, thì cho chị vô cái nào đó mà chị có thể phô một chút xíu cái giọng về cải lương của chị, ha, có thể chị đối đáp lại để chị không phải đeo cái vòng đó để em thua chặn một. Ai cũng biết cái mẻ kho là của cái tích này rồi, thì em phải làm cho cái sự bất ngờ chứ em lại đi đúng theo cái trình tự như vậy. Thí dụ như là em nhờ Lâm hay là anh Hương, em cũng phải có cái hướng của em chứ. Còn nếu mà em lép hơn người ta đó thì cái da em sẽ bị lép, em bị đàn áp quá, không có thấy em ác, không có thấy em keo kiệt. Cái dạng thằng Sùng này là keo kiệt, ác thì không ác lắm nhưng mà phải keo kiệt. Hồi nãy cái lớp sau rồi hoàn toàn không thấy gì hết. Làm sao em xoay trở được cái tình huống, em thấy mạnh hơn thì em mới thành công được. Ngày hôm nay thì anh đã thấy được một Minh Dự rất là bình tĩnh. Dự đã có một cái sự chủ động ở bản thân mình rồi. Và ngày hôm nay khi mà Dự xuất hiện với một cái phong thái như vậy thì anh đã tin rằng là Dự đã lấy lại được cái sự an nhiên cho mình khi bước lên sân khấu này. Không cần phải quá áp lực một cái vấn đề gì cả, cứ thoải mái và thể hiện hết tất cả những gì mình có. Và cái vòng này cũng là cái vòng mà Dự cũng có từng tâm sự với anh là Dự không muốn bản thân mình phải đóng khung. Dự muốn thử thách mình ở trong cái vai Thạch Sùng và thể hiện một cái vai phản diện một cách đậm nhất có thể. Có nhiều thứ xảy ra ở trên sân khấu mà mình cũng không thể nào lường trước được. Nhưng đối với anh thì Dự đã lấy lại cái sự tự tin của mình trong cái tiểu phẩm này. Giống như chị Việt Hương từng nói là em đã từng hoang mang với những kịch bản khác, và với kịch bản này chị thấy được cái sự chấp nhận hết của em. Đây cũng là một cái điều rất hay của diễn viên khi mà bước lên sân khấu, bởi vì mình chấp nhận hết rủi ro. Đây là một cái gọi là bản lĩnh, và cái bản lĩnh này em phải phát huy để mà mình có thể tốt hơn. Dự phải tự tin hơn, em làm được hết á. Chúc mừng em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị giám khảo và những vị cố vấn. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ công bố số điểm của thí sinh cao nhất. Giám khảo Việt Hương 10, giám khảo Bảo Trung 10, tổng điểm là 20. Xin được chúc mừng thí sinh Hồng Thành. Và còn lại hai số điểm, một thí sinh có số điểm 19,25 là điểm tổng, và một thí sinh có số điểm tổng là 17,25. Vậy thì Lâm Thắng và Minh Dự, ai sẽ là người dừng cuộc chơi? Số điểm tổng 19,25 sẽ thuộc về thí sinh Lâm Thắng. Xin chúc mừng thí sinh Lâm Thắng. Minh Dự, bạn đã rất xuất sắc khi mình tham gia cuộc chơi này. Và mình đi đến chặng đường này, mình hết hoang mang. Bạn hãy chia sẻ những cảm xúc của mình. Kết thúc cuộc thi, em cảm ơn đài, cảm ơn công ty truyền thông Khang đã tạo cơ hội cho em. Em thi lần này là để em chứng tỏ cho mọi người biết là không chỉ là giả gái, không chỉ là chửi. Một đứa không qua trường lớp như em vẫn cố gắng làm được những gì mà em muốn. Em cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến em. Ai là thí sinh cũng muốn được vô chung kết, em dừng lại. Nhưng mà em tự tin là những gì em đã thể hiện là những gì em muốn. Em vẫn cố gắng tiếp tục với đam mê, đứng trên sân khấu làm cho mọi người cười. Em hạnh phúc lắm. Dạ. Xin được cảm ơn thí sinh Minh Dự, cảm ơn Hồng Thanh, cảm ơn Lâm Thắng. Ngày xưa, trên một hòn đảo kia, nơi tộc người cổ đại sinh sống, cuộc sống của họ rất bình yên và hạnh phúc.
Cho đến một ngày, những kẻ lạ mặt xuất hiện. Chúng độc ác, xấu xa, đến xâm chiếm hòn đảo, khiến cho cây lá, cỏ hoa, rạng vật trên hòn đảo trở nên điêu tàn. Nhưng đâu đó, vẫn còn một vị tộc trưởng oai hùng lẫm liệt, tư duy cao siêu, đức độ ngập trời, sẵn sàng đứng lên để bảo vệ bộ lạc của mình. Hỡi cái thần dân của ta, ta nguyện hy sinh tâm thân này để bảo vệ cho các ngươi. Dạ. Ê, mày là tộc trưởng hay tao là tộc trưởng của mày hả? Mày bận đồ với ông nội tao vậy đó. Mày nghĩ là tộc trưởng của tao bận đồ với ăn mày, bận đồ đẹp dữ vậy mày? Dạ đâu có đâu. Ha, phu nhân của ta đâu rồi? Mình ơi, ta ra lệnh cho mình để triệu tập mọi người để cùng nhau bàn kế kháng địch. Mình đã kêu mọi người lại tới đây hết chưa? Thiếp kêu rồi. Bao nhiêu người? Ba người. Cái gì? Ủa, bộ tộc tới 300 anh em mà siêu có 3 người hả? Anh nấp hết trơn rồi. Sao không kêu ra đây? Thì anh nói bây giờ là đánh cũng được đó, với điều kiện là cảnh 50, cảnh 50. Trời ơi. Ta nói cho em nghe nè, nếu như mà chúng ta không đoàn kết thì không thể nào bảo vệ được hòn đảo này, em hiểu không? Thiếp hiểu. Hòn đảo này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, bốn bề là biển. Ta sẽ dụ bọn người lạ mặt lên đây, sau đó nổi lửa lên đốt hòn đảo này. Lúc đó bọn nó sẽ chạy đi đâu? Đúng vậy, mình đốt cái hòn đảo này, bọn cướp sẽ chạy đi đâu? Ừ. Chúng sẽ chạy đi đâu? Đúng. Rồi mình chạy đi đâu? Cần vậy nè, cách này không được, cách kia cũng không được. Ta nói thiệt với nàng, ta không có cách nào để bỏ về hòn đảo này. Thôi bây giờ dân đảo cho họ luôn cho rồi, chứ làm ăn cái gì? Năm xưa trước khi chúa tể chết có để lại một phương thuốc kỳ diệu cho tộc trưởng, nhớ chưa? Nhờ ngươi nhắc ta lại nhớ về cái phương thuốc kỳ diệu đó. Chị mau lấy ra đi chàng. Chào, là phương thuốc kỳ diệu. Vậy là chúng ta được cứu rồi. Hay quá chàng ơi. Đây là những ký tự cổ xưa ông cha ta đã để lại, nhưng ta không biết nó viết và ám chỉ điều gì. Ta suy nghĩ mấy chục năm nay rồi nhưng suy nghĩ không ra. Hay bây giờ không biết làm sao bây giờ. Không biết ai có thể giúp ta giải mã những ký tự bí mật này nè. Có cách thưa tộc trưởng. Ai? Tên tù binh nhóc. Còn chờ gì nữa, kêu tên tù binh ra đây, nhanh lên. Dạ. Mày có bị điên không mày? Tao kêu mày dắt tên tù binh ra, cổng ba mày ra đây làm cái gì? Tên tù binh đâu? Ủa sao dài dữ vậy? Bữa hồi đợt nó bắt lâu lâu đâu có dài dữ vậy đâu. À đây nè, nhốt mấy mươi năm rồi thì phải già, thì phải có râu chứ. Trời ơi. Ủa, nói vậy là ngươi là tên tù binh năm xưa mà ta đã giam cầm đó à? Phải. Nè, bây giờ có chuyện gấp lắm cần ngươi giúp. Ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ gia đình của ngươi không? Nhớ. Ngươi giúp ta một chuyện, giải những ký tự cổ xưa này. Nếu giúp ta được, ta sẽ cho ngươi về đoàn tụ với gia đình của ngươi. Này, được không? Đi. Được. Ăn. Ta sẽ giúp cho. Em nhìn vô ông bụt của mày ha, nhìn sợ ghê luôn á. Đi chang luôn đó. Đây nè, đọc, giải thích cho ta, nó ghi cái gì, ám chỉ điều gì? Đây là muối. Ở trong nước biển có muối. Nước biển có muối hả? Trời ơi, nãy giờ không nói. Em, đi gánh anh hai thùng muối vô đây lại lên. Dạ. Mà em nhớ ra rồi. Bây giờ cái bọn làm mặt cái dây kính cái nơi này, em mà bước ra, chúng bắn em quéo giới tính. Trời ơi, giới tính của vợ ta đã lộn xộn lắm rồi. Bây giờ quéo nữa không ai nhìn ra vợ ta. Bây giờ có cách nào khác mà bây giờ không cần ra biển mà có muối được không? Trong mồ hôi đó. Ủa, trong mồ hôi của ta có muối hả? Ừ. Ủa, nhưng mà cái gì nó làm sao? Nó mặn mặn. Nhưng mà giờ lấy cái hàng đi. Trời ơi, đúng rồi. Bây giờ lấy mồ hôi, Lấy của ổng đi. Lấy của ổng à, đi. Đúng mày. Người sống lâu không năm được. Như vậy, mồ hôi của người chắc chắn là chất lượng lắm. Bà bán rồi đây. Hết thời gian rồi, nhanh lên. Giải hết rồi đây. À, bay đâu? Nổi lửa lên. Đừng. Xong. Xong chưa? Xong thưa tộc trưởng. Xong chưa? Xong. Đưa cho ta. Rồi, nàng há miệng ra.
Ê, giống nước dừa ta. Nó có cái gì ngọt ngọt á, tộc trưởng. Cha già, đi ra đây. Gạt tôi phải không? Sao ông nói là muối, là mặn mà thấy tôi uống vô ngọt là sao? Ta nói nhà ngươi đừng có lấy mồ hôi của ta. Tại sao không lấy? Ta bị bệnh tiểu đường. Trời ơi, chết rồi tộc trưởng ơi. Địch tới nơi mà bây giờ ba đứa mình còn bị bệnh tiểu đường nữa là sao mà không? Bây đâu? Bao dây chỗ này lại cho ta. Chết rồi, tới rồi. Núp đi, núp đi. Núp đi. Ê, nhỏ này dự event hay cái gì hả mày ơi? Ai vậy? Bay đâu? Hãy đợi lệnh của ta. Khi nào ta ra lệnh thì bắn. Nó ghê quá. Cái wow. Gì mà ghê vậy? Trời ơi. Chỗ này thật là đẹp. Wow. Khung cảnh thật là hữu tình. Và ta sẽ biến nơi này thành một khu du lịch sinh thái. Nghe cũng được đó chứ. Và đặc biệt là sẽ giam cầm những con động vật xấu xí đằng sau. Ê mày, nói động vật mày cái gái thiệt, muốn nói gì đâu, mày có chuyện tao đâu mày. Khuôn máu nhỏng ben luôn là mày, quỷ trên mặt của đi mày. Mày xấu dữ thần lắm, xấu mà xấu âm trì đi ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tăng lịch sử, xấu không kiên cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu quỷ thần ôn phải xa lánh mày. Mày hàm hồ đi, mày tưởng mày hàm hương còn hàm lửa. Hiện giờ trên đây chỉ có thả mặt của ba người thôi. Ngươi muốn chiếm rất là dễ dàng rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ có sức mạnh mà lên mặt. Bọn ngươi không xứng đáng để cai trị cái đảo này đâu. Ngươi nghĩ là với sức mạnh của ngươi thì ngươi có thể cai quản cái đảo này được sao? Đương nhiên. Nếu như ngươi muốn cai quản hòn đảo này thì hãy cùng ta chơi một trò chơi. Được, chơi trò chơi chứ gì. Nếu như ta thắng thì ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Còn nếu như ta thua thì ta sẽ đi. Được. À, ý ngươi nói là chúng ta thách đố với nhau chứ gì? Đúng vậy. Hãy nghe câu đố của ta. Đây là một câu đố cực kỳ phức tạp. Câu đố về tâm sinh lý. Ta hỏi ngươi, ta có mê ngươi không? Mê. Trời ơi, con điên. Chỗ mày sai rồi, mày ảo tưởng đó mày ơi. Mày sai rồi, mày xấu với ai yêu? Chàng trả lời đi chàng. Mê. Ngươi bị cái gì vậy? Suy sụp. Vậy là ngươi đã thua ta 1-0. Trời ơi, con này khó quá là. Bây giờ sẽ tới lượt ta đố ngươi. Hãy nghe rõ câu hỏi đây. Ta cho con Lan một cục kẹo, cho thằng Thành một cục kẹo. Hỏi tụi nó có bao nhiêu cục kẹo? Bốn cục kẹo. Bị cái gì vậy? Suy sập. Ngươi đã thua ta rồi. Ê, ngồi chuyện cái gì kỳ vậy? Thì có bằng hai thôi. Tại nó sao hai được với hai ngón thì bốn cái mấy. Bây giờ ngươi phải giao hòn đảo này lại cho ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ngươi làm sao đấy không? Đem tên tù binh ra đây cho ta. Tên tù binh ra đây. Dạ. Ông nội. Hả? Con. Nội. Con đã tìm được nội rồi. Đi về thôi nội. Ê, sao có mối quan hệ huyết thống đâu đây kỳ vậy mày? Ta nói cho ngươi biết, thật ra mục đích hôm nay ta lên hòn đảo này chỉ là muốn giải cứu ông nội ta thôi. Ngày xưa mấy chục năm trước, ông nội ta đi khám bệnh đã đi lạc vào hòn đảo này và đã bị ngươi bắt giữ. Cho nên hôm nay ta tìm mọi cách để đến đây để cứu lấy ông nội của ta. Thật ra với hòn đảo xinh đẹp như thế này thì ta làm sao có thể phá chúng đi và biến thành một khu du lịch được chứ. Bởi vậy ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Ủa? Bây giờ ông nội. Mình đi về thôi ông nội. Con đã chuẩn bị cho ông nội một vài chiếc du thuyền ở ngoài rồi. Mình về nha nội. Giờ chàng thấy chưa? Sáng con mắt ra chưa? Hả? Những tình cảnh như vậy còn ai bên cạnh chàng không? Hay là chỉ có thiếp? Trẻ thằng ngu này, nhìn kỹ lại đi. Lúc nào cũng ngồi đó trông chờ cái gì đó là muối, muối là phương thuốc kỳ diệu hả? Thiếp nói chàng bao nhiêu lần rồi, chàng đâu có tin. Muối cái dụng ý đơn giản đây cha chàng để lại á, muối là mồ hôi nước mắt, là lao động, là cuốc cẩm cài bừa trồng trọt chăn nuôi. Phải lao động mới giữ được những gì mà mình đang có. Đến bao giờ mới nhận ra hả chàng? Khi những phép màu bề trên đưa xuống cho mình hả? Phép màu ở trong bản thân của chàng đó, chàng biết chưa? Rồi bây giờ mất hết tất cả, thất bại,
còn bị bệnh tiểu đường nữa. Cá không ăn muối cá ương, con kể cha mẹ là trăm đường con hư. Tôi hiểu rồi. Hôm nay hoa hậu của bức tranh này là em Minh Dự. Em xấu đẳng cấp. Và hôm nay La Thành duyên dáng, thông minh, làm cái cột giữ được cho cái sườn rất là tốt. Mọi thứ nó đều rất là chỉnh chu. Thiếu chút xíu sự bùng nổ thôi. Vì theo như cái độ của La Thành nha, cái quái của anh ta cộng với lại cái xấu cường độ mà áp suất nó tăng theo cái duyên của cái cô hoa hậu đó trong lòng tôi. Với những cái duyên như thế này thì nếu mà tụi em tập luyện hoàn toàn kể như là như những nhóm khác thì hôm nay là đêm bùng nổ của tụi em. Tôi vẫn yêu các bạn từ các bạn quá duyên. Nguyên tiết mục của nhóm Dí Dỏm là Trinh cười từ đầu tới cuối. Còn bác ơi, bác diễn duyên quá. Con không biết là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 78. 78 tuổi rồi. Wow. Những cái lời nói của bác rất là chân chất, rất là mộc mạc nhưng mà vẫn khiến con cười. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ điểm số từ phía giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương 9 điểm rưỡi. Nghệ sĩ Trấn Thành 9 điểm rưỡi. Trời đất ơi, chơi mua lân gì mà dùng hàng dùng cục với mấy ông mấy bà. Thiệt đau muốn chết luôn á. Bà này nè, dây tự nhiên đang múa đứng lại chi vậy? Mắc cười quá. Tôi làm cái gì? Thì bà là ông địa. Ông địa người ta đứng ta quạt phải rồi. Coi kìa, ông địa người ta cầm cái quạt ba tiêu, bà cầm quạt gì? Nhà tôi không có quạt ba tiêu. Cầm nhà, quạt gì vậy? Nhà tôi có điều kiện tôi xài quạt máy. Trời đất ơi. Nói vậy cũng nói được nữa. Muốn không thì vô tôi bưng cái máy lạnh cho tôi diễn luôn. Ra bưng đi. Ngân hàng chưa có chi. Rồi chạy 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 vậy. Ông nhìn lại cái mền ông đi. Con lân gì đâu rách lủng lỗ đi gớm. Ủa thì không có con lân phải lấy cái mền múa. Giờ mắt mê múa lân. Còn bà vậy? Bà làm ông địa rồi nó bảo hiểm. Cái đó bảo hiểm là con nào đưa tao? Tôi đưa. Đưa cái nó đỡ không có vừa như cá la hán vậy hả? Cá la hán á là đỡ à. Nhìn cái mặt như ông thọ vậy. Bực mình dễ sợ à. Đây trả đi cất trả tôi. Nó mệt quá à. Đầu năm đầu tháng rủ nhau chơi múa lân cũng không vui vẻ được nữa. Chơi không có được, mình già rồi. Ta lấy mấy người nhỏ người ta múa lân á, người ta nhảy cho mấy cái cột cao từ bên đây ta nhảy qua kia phóng qua bên nọ. Mình già rồi làm sao chơi được vậy? Nhưng mà kiếm cái người nào mà biết nhảy, biết múa, biết làm lân đó, hiểu không? Giờ kiếm chỗ nào có múa lân coi đi. Bà tôi nói nghe nè. Bây giờ mà mắc cười quá à. Thí dụ mà giờ không chơi múa lân thì tết nhất mình múa cái khác. Múa gì? Múa bóng. Trời đất ơi. Cho bóng đè hả má? Tao mới múa con mà cầm cái trái bóng múa cũng vui vậy. Múa tao phải múa cái gì nó nghệ thuật chứ. Múa nghệ thuật là múa gì? Múa lưu. Ê nó nghe nè, múa lưu là bà dắt lưu lên người bà hả? Ừ á. Vậy thành hai cái lưu. Nó ghẹo em trời ơi. Anh biết, ghẹo người ta. Người đó mà ghẹo. Chứ dần sao? Thiệt luôn á, hai bà nói lát tôi múa mà tôi thấy rối luôn không biết. Ê! Múa rối. Ờ bà đâu có nước đâu múa. Chứ đi đâu chơi mà có múa lân. Bây giờ nè, tôi biết được cái nhóm này ha. Mà nó múa lân giỏi lắm. Nó ở sông trên nữa nè. Không, ở công viên. Trời ơi, có sáng tạo hết vậy ta. Phải khác thôi. Hay quá hay, hay lắm. Mà già cả rồi làm có tiền đâu mà trả tiền tụi nó múa mình coi. Ừ, mà bây giờ mình đi ra công viên đi bằng phương tiện gì đâu có tiền đâu. Mấy bà dở quá. Mấy bà nhớ mỗi năm không? Mỗi năm là có cái đoàn mà vừa ông điện thần tài đi ngang sớm, bà nhớ không? Cái đó tôi biết. Đó tôi nói đó. Tới Tết là có là ông Lân, có ông Địa, có ông thần tài nữa. Đúng rồi. Nó mở nhạc nó thần tài đến, mất luôn cây điện thoại. Nó vô nó hốn sạch, không còn cái nào hết. Mà cái cần hốn nó không hốt. Ê, nó tranh thủ ăn cắp đồ dữ ha. Rồi thôi bây giờ kiếm cái đoàn nào mà lương thiện đi. Mà mấy bà nói kỳ quá, đâu phải đoàn nào cũng vậy đâu. Phải không? Đúng rồi, kỳ cục quá. Vậy kiếm có đoàn nào kêu vô đâu. Thì cái đoàn nào kêu vô. Nhưng mà phải làm sao? Vui. Và đặc biệt. Đặc biệt cái đặc biệt là gì cha rồi. Niềng răng là nó rối cái lưỡi lại. Rồi đặc biệt. Đặc biệt là mình phải làm khó nó. Vô đi tụi con. Hay quá. Trời ơi!
đây, xí xí nha. Thần tài con nè. Xí xí. Thần tài con nè. Thần tài mà cũng có phiên bản con nít nữa hả? Không, thần tài xe ép. À, thần tài ơi. Ê, trời ơi. Ê, mày coi con Lân kìa. Con Lân, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, vui quá trời, hay vui quá. Hay quá con. Khai trương Hồng Phát hả? Ở đây không có bán cái gì mà khai trương. Chỉ có mừng cho cái bà này thôi, bà khai mỏ, bà chửi đầu năm thôi. Chứ không có bán cái gì đầu năm hết. Y chang luôn. Thay vì khai mỏ thì khai mở đi. Ê, mà nói nghe con Lân gì mà sáu cái chân dữ vậy? Trời ơi, con Lân mà cái quần dài quần cụt nữa. Dạ, chào cô chú. Tao mở cái đầu ra hết coi mày. Dạ. Ừ. Cái con kia mày đi dần. Trời ơi. Ơi. Mày là... Trời đất ơi. Cho mày cột con bên vậy con. Dạ. Ủa nhóm tụi mày đàn ông hay đàn bà vậy? Còn con, còn cái thằng em. Đây, đưa mở nó ra coi. Ai vậy? À. Trời ơi. À. Xí, tự tự coi. Thằng này nhìn nó vui quá. Dễ thương quá. Ê, sao thằng này nó để đầu giống bà Trang Thí Miêu quá vậy? Tại vì con thần tượng chị Trang Thí Miêu dữ lắm. Cô chú, ví dụ mà cô chú thấy tụi con dễ thương á, thì bây giờ Tết nhất á, năm mới á, cô chú á, có thể nào á, cho tiền tụi con một chút tiền lì xì tụi con ăn Tết được không? Trời. Chưa có biểu diễn gì hết cái đầu tiền. Má nghe nè, tụi con là làm nghề múa lân này lâu chưa? Dạ, tụi con làm nghề múa lân được có một năm mà. Mà múa lân không có ít tiền, không có tiền. Cho nên tụi con á, một con lân mà múa tới ba thằng lại thì con lân có sáu cái chân. Không có tiền hả? Dạ. Tiền sao con mập dữ vậy? Dạ, thần tượng Gia Bảo. À, vậy hả? Hay lắm con, hay lắm. Nhưng mà tụi con múa lân gì đó, tụi con có tìm hiểu là nguồn gốc từ đâu của con múa lân không? Ừ. Đúng rồi. Nguồn gốc xuất xứ của con lân á. Đúng rồi. Dạ, tại sao trên đời này có con lân? Dạ. Trên đời có con lân sao hả? Có lẽ là sự tích con lân nó như thế nào? Dạ, 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 cho con một phút hỏi ý nha. Mày đi tra Google hả mày? Dạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ, 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 dạ. Múa lân, múa lân. Ba. Múa lân rồi. Múa lân. Ủa gì vậy? Gì vậy? Là múa nữa hả? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa xuất hiện một cái con màu vàng mà không ai biết con đó là con gì. Bỗng nhiên con màu vàng nó đi lưng la trong rừng. Rồi con màu vàng nó gặp một con khác. Con này rất khủng mà có lông nên gọi là khủng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Khủng long chạy mất dép luôn. Chào chị Bảy. Chị Bảy dạ. Đi đâu đây? Dạ chào anh ba. Ê, trời ơi chị Bảy, hình như bữa nay sinh nhật chị Bảy phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi chị Bảy nhìn lên trời kìa. Ê, trời ơi, có cái gì nó chiếu xuống kìa chị Bảy ơi. Hình như là vì sao chiếu mệnh của chị Bảy đó. Ủa, cái lon. Ờ. Ê, cái lon này nặng nhiêu ta? Muốn biết mình phải cân nó đi. Cân lon. Ừ, ủa nói gì vậy? Cân lon. Nói gì vậy? Cân lon. Từ đó có con lưng. Dạ. Nghe nè. Hay quá. Lần đầu tiên tao thấy tấu hài mà phiên bản thú á. Hàng thú đến tấu hòa tấu lại. Hay quá tụi bay ơi. Ê, dạ. Tiếp đi. Rồi tôi mới xử tích ông địa sao? Mày nói đủ ia động thành ông địa. Ê, nói vậy. À, ông địa. Trời ơi. Con khủng long thần kinh. Thông cảm. Khủng long mà phải chứ duyên hài đâu gì. À. Hay quá. Khủng hay long. Quá. Giờ tiếp đi vậy con hỏi cũ ông địa làm sao? Ông địa hả? Ông địa. Nhanh lên. Hỏi ý nữa. Hỏi vụ này hỏi ý hả? Giờ ông địa làm sao? Ông địa. Ông đi cho em ơi. Cái mặt bụng. Một. Hai. Ngày xưa có một cái ông rất là mập. Mập đây mập. Bỗng nhiên ông đi ngang qua sáu một con người rất là đẹp. Ở đây nè bà. À ông quên. Ông đi. Ai? Ơi. Nghe. Ông không có tên đúng không? Đúng vậy. Tại sao ông nhìn cái gì vậy? Tôi nhìn sáu người đẹp. Đĩa cái đồ ông đĩa. Trời ơi. Trời ơi. Sao nó đơn giản quá vậy con? Dạ. Sự tích ông đĩa ông ra đời đơn giản quá con ha. Dạ. Trời đất ơi. Con nói giỡn này thôi chứ ông đĩa có sự tích riêng nữa tụi con không dám nói bậy đâu. Vậy hả? Dạ. Rồi tụi con biết biểu diễn cái gì ở đây không?
biểu diễn gì chú? Mày múa lân ra chú đâu mày? Mày hiểu làm cho tao bằng chú mày? Ôi quá không? Tao tóc dài cho bằng chú mày. Lâu nó nghe nè, bây giờ có trao bao thiệt là cao trên trển đó, một lát cuối tụi con làm hay á được ra lên bóc hết rồi đó, nghe không? Dạ dạ. Bây giờ nè, ngoài biểu diễn múa lân ra tụi con có biết kêu bằng cung phu rồi không? Đúng rồi, cung phu vậy biết. Trời ơi biết không? Dạ biết. Đầy mình luôn, đầy mình luôn. Đâu làm coi, làm gì coi coi. Cung phu hả? Thí dụ như là chặt đồ, đạp đồ. Giờ có đồ đâu chặt ra. Có đồ đâu chặt. Có đồ không? Hỏi ý, hỏi ý. Hỏi ý hoài vậy. Hỏi ý hoài vậy. Là hỏi người đi. Hỏi rồi. Nè. Gì? Xong chưa? Dạ. Xong chưa? Rồi. Hết giờ rồi kìa. Rồi giờ làm gì, có cái gì để làm chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Rồi, chú có cái này cho tụi bay làm. Đó, đó. Dạ. Trời ơi cái gì? Xí xí xí, mà diễn công phu xong có tiền không dạ? Dạ có. Cầm miếng mất ăn chơi. Dạ dạ diễn, dạ diễn diễn. Ủa vậy thôi cũng hỏi nữa. Tao nói tụi này đó, mày không bị thương mày cũng chết chứ tao. Để đây. Lấy cái bàn qua đây cho chú. Không có phải ăn đâu mà đừng có bu bu nha. Trời mày nghĩ sao mày được ăn nha con. Cái bàn mà mẹ. Ba không phân bình được cái nào cái bàn. Cái bàn thế không trời đất cơ đấy cưng vậy sao? Rồi. Cái thương quá trời ơi. Cái bây giờ. Sắp hàng, sắp hàng, sắp hàng, sắp hàng. Cái nhóm tụi bay quanh kia lẹ dạ, chú nói ghé nó mãi ăn cái gì vậy? Ủa, ủa, ơi. Ngồi, ăn à. Trời ơi gái mà miêu kỳ quá hả à. Đây chú nói các con mày nghe kia. Để dạ. Thể hiện công phu cái chú của các con á, ở trong đây có 10 cái trứng để lăn lên người lấy máu bầm hay gì bầm bầm cái đầu và cái bầm ở trong đây được chi 5 năm có nó ra sao không hiểu rồi. Dạ bây giờ con chạy chú thông cảm đi, tụi con là nhóm khủng long tí hon đi dạ. Múa lân mà tụi con đi biểu diễn có một bài hát nữa, cô chú muốn nghe không? Hát đi. Ê hát nghe coi. Tự nhiên chặt nghe. Dạ, hát coi. Ê 2 3 khủng long tí hon mang niềm vui đến mọi nhà. Hay quá. Khủng long tí hon mang niềm vui cho cuộc sống. Hay quá. Khủng long tí hon mang niềm vui đến mọi người. Hay quá. Khi cười xuyên việt để mong nổi tiếng hơn. Khoan. Tao kiếm được một đứa phu thê với nhà em đâu nữa rồi. Cái hàm răng của khủng long giống hàm răng này quá. Ê nó nghe nè, tao nghe tao bay giới thiệu nhóm xong muốn về gió muốn dắp nữa rồi. Làm gì không? Rồi chơi đi. Tôi là chính nè. Dạ. Bây dạ. Giờ ở đây có 10 cái hột, cái trứng gà. Ở trong đây là có 5 cái trứng đã luộc rồi. Dạ. Và 5 cái trứng sống. Dạ. Tự tụi bay làm cung phu, tao phát tụi bay tự bóc nha. Đạp vào đầu mình, đứa nào xui gán chịu. Này chơi ngu chứ cung phu thì. Không, bây giờ nè, 1, 2, 3, 4, 5. Nhóm nó có 5 người. Bây giờ cho được chọn tùy ý 5 cái trứng được cho là không có nguy hiểm gì hết trơn. Chọn 5 cái đi. Bà ngoại có được sờ thử không? Không, không, cái lấy không luôn. Mày kêu ai bà ngoại vậy mày? Đây nè. Bà ngoại. Thí dụ mà chọn được cái trứng năm chín rồi đập đỡ dơ. Đúng nghe rồi không? Dạ. Chọn đi lên. Ai trước? Ai cũng được, mỗi đứa từng người ấy, từng người một ấy. Xung phong bóc trước. Rồi, xung phong mày vô nè. Đứng hàng ngang ra. Đứng đằng trước cho nó coi nè. Mày bóc lại nè. Bóc lại đi. Bóc lại đi. Con lít mày đặt sơn móng tay nữa mày. Trời đất ơi, đặt sơn móng tay. Mày lấy cái này không? Không. Mà không có lựa cho mày. Lấy lại đi. Dạ. Không làm lấy chơi không? Chú đâu? Ê là nó đập vô đâu? Dạ, giống dao. Dạ cho con lấy trứng của chú cái. Mày đập vô đâu? Dạ con đập vô vô. Vô đâu mày? Vô đầu ai được không? Dạ vô đầu bạn con. Mày mày. Rồi lấy đi. Dạ. Rồi chưa nha. Từ từ rồi cóp vô. Kèo thơm rồi. Lành ít dữ nhiều. Từ từ tụi con đứng xong hàng vô coi. Dạ. Dạ. Con cầm vậy chứ biết sự tích hồng gà không? Tại ê. Con đừng có giết con. Không, Tết ta thường là ta kho đòi thịt đúng không? Vậy sao ta kêu là Tết ăn gì? Dạ Tết ăn hộp vịt thịt kho. Tại sao ta kêu là thịt kho hộp vịt mà không kêu là thịt kho hộp gà? Mày biết được. Ủa cậu nói cái gì sai sai gì con không biết nữa. Mày mới sai nhất ở đây đó, mày đứng cho tao đi. Để cho nó nói. Dạ. Nói đi. Bạn giám trưởng bạn nói đi. Không tên luôn, bạn đó mình làm giám trưởng luôn. Đó giờ giờ mình biểu diễn cái này hả? Tao nhìn mặt con này tao sợ quá. Tao muốn nói gì nó nói hả? Chào, vậy thích gì chào? Vậy thích đi. Tại vì cái trứng gà, con gà nó giống như cái trứng. Tao khỏi đi mày. Giải thích cái gì mà dấp lên, dấp xuống không hiểu. Rồi, rồi, rồi. Quá. Con vô nè, giải thích. Hỏi ra câu hỏi đi bà ngoại. Tại sao người ta kêu... Tại sao như mày nhỏ lắm vậy? Tại sao người ta kêu thịt kho hộp vịt mà không kêu là thịt kho hộp gà? Đơn giản thôi. Tại vì hộp vịt nó to hộp gà, ăn hộp vịt nó lợi hơn. Hết. Nói gì? Cũng được. Dạ.
mộng mà cũng hợp lý quá. Tao hỏi mày câu nè. Dạ. Sao tao kêu hột dịch, tao không kêu hạt dịch? Tại vì hột dịch người ta không kêu, hạt dịch không biết. Chứ giờ em hỏi lại ngoại nè. Ngoại nào mày? Hỏi lại ba cô nè. Sao? Tại sao người ta không kêu hột dưa mà tao kêu hạt dưa? Tại vì tao không có thi, tao có quyền không trả lời. Bây giờ vô chủ đề chính. Bước lắm đi. Hàng ngang ra cho tao. Hàng ngang. Hàng ngang. Rồi. Lùi xuống đây đi. Rồi. Cho nó đọc. Rồi. Một hàng ngang thành lập. Con khủng long đập cuối nha. Mình qua đây mình coi nè. Ê, tại mày. À khoan, không có đập một lượt. Đập từ từ, từng đứa một nó mới vui. Mà đập vô đầu nha. Mà không phải đầu mình, đầu bạn mình. Thôi. Thôi, chơi gì chơi hổng. Ừ. Tự đập mình đi. Thôi, đập đi mới vui. Không. Ok, vậy luôn. Để mình tập trước nha. Thưa quý vị khán giả, đây là cái trứng. Mà nó luộc hay chưa luộc thì mình không có bế. Xí xí, thí dụ đập đầu gối được không? Không. Nó đỡ dơ. Vậy chặt tóc mình lắm. Con đập vô đầu gối đi. Đập vô đầu gối luôn hả? Không có muốn đập đâu, con đập chứ. Ừ. Nó cái đó là mày nói nha. Đây là cái trứng. Và hên hay xui là khi con đập cái trứng này vào đầu. Xui. Con hy vọng nó không có xui đến như vậy. Rồi. Một. Hai. Ha. Trời ơi! Ủa cái này cái gì dạ? Từ từ. Trời ơi! Cái này cái gì dạ? Khủng long ơi, mày dơ lắm khủng long ơi. Khủng long quay. Mày đi lên đi, nhà tao để tao lo. Em ơi, cho mượn cái đồ lau nhà đi cưng ơi. Ủa cái này cái trời gì ơi. Dạ? Cái keo xịt tóc phải không? Trời ơi! Keo xịt tóc nè. Keo xịt tóc. Keo này. Con vuốt keo được không? Không, tóc của hai cô sơ quá, vuốt cho hai cô đi. Ê, trời ơi, bảy tao không cho tiền à. Kem xịt tao không cho tiền à. Ủa, xịt tóc hai cô thôi mà. Bây giờ cái tóc bạn dơ quá, muốn tóc bạn sạch không? Muốn. Trời ơi. Tụi bay đổi tóc giả là tụi bay tính rồi nè. Con đâu có biết gì đâu. Rồi con tiếp đi, tiếp theo đi. Tiếp theo, cái tay mày lỡ dơ mày chùi áo mày luôn đi. Bạn ơi, chúc bạn may mắn nha. Rồi mày đi vô đi cho bạn mày nó chơi. Dạ. Rồi bây giờ trước khi chơi gỡ tóc ra đi con. Gỡ tóc ra đi con. Gỡ tóc ra đi con. Thấy chưa? Mày xạo xạo hả mày? Cái tóc đó để khúc cuối rồi dở. À, dở ừ. Bây giờ cho chứ tao bị lộ. Rồi mình mê mày ăn hết rồi con. Chúc bạn may mắn nha. Hãy cổ vũ cho tôi đi nào. Hãy cùng hô to quốc khánh, quốc khánh. Trời ơi, khánh, quốc khánh. 2/9. Vui vậy? Nó hên nó kìa. Ủa vậy là con rắn là không được vui hả? Ờ. Thôi ăn được mà. Tiếp đi. Có vẻ hơi buồn. Sao dạ? Gỡ tóc luôn không con? Con thấy nó lành ít dữ nhiều nè. Hey. Mất rồi. Hey. Mất rồi. Xuất sắc. Hey. Trời ơi. Xuất sắc. Hey. Trời ơi. Xuất sắc. Hey. Trời ơi. Chưa kịp. Yeah. Xích ra. Cái phẩm. Rồi bây giờ tới mày. Tao nghĩ không hên hoài như vậy đâu. Nó nghe nè, cái áo khoác này đẹp quá, nó mượn của ai có cần lột ra trước không? Lột. Thấy chưa, trong giây phút gian nan, bạn bè trở mặt với con đó. Rồi, vậy lên nè. Gán đi bạn. Gán lên bạn ơi. Đập một cái là mình có tiền luôn. Gỡ tóc không con? Dạ thôi thôi thôi. Sợ má nhận không ra hả con? Vừa quá ngoại. Ừ, xích nó ra đi. Nhìn nó mắc cười. Cổ Vũ ơi. Rồi. Đúng rồi. Ê, nó đứng hình rồi bà ơi. Con ơi chơi lại con, chơi lại con ơi. Thôi, chơi lại đi, con. Bỏ đi. Trời ơi, con có cây kẹp cái đương quá à. Trời ơi, cây kẹp mình quả trứng. Mày thật là đáng yêu và khấu khỉnh. Trời ơi, đồng cảm với nhau kìa. Thôi giờ bỏ qua chuyện này chơi trò khác được không? Ừ. Con tưởng nghĩ trò con. Còn con khủng long muốn chơi kìa. Còn con khủng long nó chơi nữa. Thôi dạ. Mình đứng xa con khủng long, mình không phải bạn khủng long. Ê, khủng long này nó có một đầu mà có hai cái mặt lận ha. Con đập vô đâu con? Dạ, con đập vô đầu bạn con. Trời ơi, bạn đúng mày. Đúng rồi, đập vô giám trưởng đi. Bởi vậy con đâu đứng gần nó. Làm giám trưởng cực lắm bạn ơi. Đúng rồi. Phải dễ dàng đâu.
Ráng lên bạn ơi. Bây giờ đập mà lên thôi, thôi từ từ. Hôm bữa Khánh chửi gì em? Thôi nào dạ. Bà khủng long ơi, hôm bữa Khánh chửi gì bạn dạ? Dạ quên rồi, thôi tiếp đi chị nè. 2 3. Rồi thôi được khùng rồi hôn, mang niềm vui đến mọi nhà. Khùng lông tí hôn, mang niềm vui cho cuộc sống. Rồi được rồi. Dạ. Ơi. Dạ. Con bài sổ số kiến thiết hát hoài. Nói nghe tụi con ơi, bây giờ tụi con đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ tụi con sẽ được lấy bao lì xì. Dạ. Không biết tụi con lấy được bao nhiêu mà chích ra 1 triệu để làm vệ sinh nha con. Thì giờ quá à. Rồi mời các con. Có các bao từ 1 triệu tới 5 triệu. Cử ai tin tưởng nhất lụm đi. Một người thôi. Thôi giờ Xuân Tiến lên lấy cái bao này nè. Xuân Tiến lấy cái bao cao cao kìa con. Trời ơi nó leo kìa. Trời ơi. Thôi. Bạn ơi cái bao nó không có giá trị bằng cái cây đâu bạn. Ẩm nó lên lấy. Do đi. Mình phải đoàn kết. Ẩm nó lên lấy. Vậy. Đúng vậy. Đoàn kết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đẩy Xuân Tiến lên lấy. Đúng. 2 3. Lên. Đi một vòng coi. Té. Rồi. Rồi mở ra. Mở ra. Mở luôn. Đào sẽ chạy tới ngày. Mời vàng lên xe, xe của tôi xe thật êm. Đi đến muôn phường không cần lo chi tiền thêm. Khi bước lên xe đeo giùm tôi cái nón bảo hiểm. Bạn cứ yên tâm tôi nhảy đây lướt và bay. Chỉ cần vàng nói nơi bạn đến nơi cần đi. Bạn muốn ăn gì, cơm sườn cây bún bò kho, tôi sẽ giao ngay cho bạn ăn cho bạn no. Gọi cho tôi ngay. Đi chỗ tôi đang làm ăn mà. Ê có khách. Alo. Anh vừa mới bút xe em đúng không? Đúng rồi chị. Cái địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão Gò Vấp phải không? Rồi đúng rồi đó. Rồi anh đợi chút xíu em đến em đón anh liền nghe. Để giùm tôi nha. Dạ. Ôi Dương Mến. Em đi liền. Ôi. Cái gì vậy? Đi chị ơi. Xuống. Trời đất ơi, xe người ta có khách mà. Xe em đặt mà. Trời đất, cái con nỉ lì thì xuống. Cái xe này em đặt nè, chị nhìn nè. Ủa? Em chạy 2 cây số từ đằng kia chạy lên đây. Ủa vậy hả? Rồi. Sao anh không đứng yên chỗ đi em để em đón cho. Không, bây giờ em chạy ngược lại chị đón em nha. Ai làm vậy? Rồi, đi gấp giùm em chị ơi. Cái gì đâu mà gấp. Gấp cũng phải đội nón bảo hiểm chứ. Trời Only can you make me cry. Cha nó bởi gì đó? Ca sĩ Tân Phúc. Phải rồi chứ gì. Mê lắm á. Cả xóm của tôi ai cũng nghe nhạc Tân Phúc hết trơn á. Nhất là mấy cái dịp đám á, đám hỏi nè, đám cưới nè, đám ma nó cũng mở được. Đám ma nó mở cái bài Nói Đi Là Đi đó. Hay lắm. Cái chỗ mà xe ôm công nghệ của tôi á, ai cũng mê Phúc hết trơn á. Bây giờ tôi mà điện rồi tụi đó bu lại đó chụp hình. Chị. Thật ra em không phải Tân Phúc. Tân Phúc đâu có bị méo mỏ đâu.
méo nè, mình méo mình ngắt, ngắt mới méo. Xui, đẹp trai mà không méo miệng làm ca sĩ đâu. Đi lên. Hey. Trời, đi gấp mẹ mày chơi. Trời ơi, từ từ. Giống hệt chưa? Vậy mà nó không phải tăng phút mới tức chứ. Em nghe điện thoại chưa? Dạ luôn. Ủa, em tới đâu rồi? Dạ, gần tới rồi anh ơi. Cái gì gần tới, mới leo lên xe chưa được 2 phút nữa. Trời đất ơi, bây giờ mới leo lên xe chừng nào em mới tới? Anh đợi chút, em cho anh coi video call nè. Chị nói em gần tới chị. Mới lên xe 3 phút bà. Nè, tranh thủ giùm anh đi, tăng phút ơi. Hả? Dạ. Trời đất ơi, tôi nói mà Tăng Phúc mà. Trời ơi, bao nhiêu năm theo dõi trên fanpage mà kết bạn Facebook mà đâu cho đâu. Mình kết bạn với nhau liền đi chị. Nè, mình kết bạn nhau đây, liền đây, cô gái mét 2, mẹ trai mét 8 chứ. sẵn xin chấm hình luôn được không? Dạ được, dạ được. Tôi sẽ gửa ra 9-12. Tôi đi gắn như này nè, đó. Cái tôi lộng khung ha, có tôi thay bông mỗi ngày nha. Ban ngày chạy là bình thường, ban đêm á tôi sẽ mở đèn, cái màu đèn á nó dạ vô mặt của thằng Phúc. Trời ơi, mọi người nhìn vô, mọi người sẽ biết tôi đang tưởng nhớ thằng Phúc đã từng đi xe ôm của tôi. Lên xe. Thằng Phúc ơi, thằng Phúc hát tặng tôi một bài được không? Khi thế giới mất đi một người. Hai đứa mình đang đi xe chung á, vậy đứa nào mất đứa nào còn. Ý em á là một lát nữa là em tới chỗ diễn á, em vô em diễn thì còn chị ở đây nè. Kệ, ca sĩ muốn nói gì nói. Chạy tiếp. Dạ, gần tới chị cho em xuống này đi. Ủa đâu, khoan. Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sao sẽ chấm em được năm sao. Anh ơi, vậy nhớ chấm năm sao cho em nghe. Dạ. Cái gì vậy trời? Alo. Hả? Thiệt không? Phải tụi nó không? Mày gửi hình qua cho tao liền. Canh me ở đó tao qua liền. Chết gì vậy tao? Cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi. Cứu người đi, cứu người đi, cứu người đi. Bác ơi, bị cái gì vậy hả bác? Bị xẻo á, chồng tôi bị xẻo á. Ôi trời, bác trai bị cái gì mà bác gái xẻo á, xẻo á. Không, có phải là bị xẻo, mà bị xẻo là gì nè, bình thường. Đó, vậy đó là bị xẻo á. Trời ơi, đứt luôn sợi dây chuyền người bác. Cứu người đi. Nhưng mà bây giờ con đang có chuyện gấp lắm bác ơi. Gấp hả? Dạ. Chuyện gì mà chưa gấp? Không, con gấp hơn, con có chuyện gấp hơn. Chuyện này phải gấp hơn mới được hả? Rồi. Ê, bác ơi bác. Tôi gấp đâu ông lại rồi đó, đủ gấp chưa? Không, ý con phải làm vậy. Ủa, vậy là chưa đủ gấp hả? Rồi được, để tôi gấp kiểu khác. 2-3. Gấp kiểu này đủ gấp chưa? Dạ đủ gấp rồi đó bác. Bác ơi, cái này là gấp lắm nha bác nha. Vậy cứu đi. Đương nhiên phải cứu rồi, con sẽ điện. Con điện cho 114. Ủa, đâu trái nhà? Quên. 1080. Kể chuyện bé nghe hả? Trời ơi. Nè bác ơi, bác đừng có lôi như vậy. Bác phải bình tĩnh lại, bác lôi gì bác trai chết bây giờ. Con nhớ rồi, 115. Nè, cái bệnh này là mình phải sơ cứu trước khi bệnh viện mới được đó bác. Có, hồi sáng là ở nhà là có hô hấp nhân tạo. Hô hấp xong á là ổng xỉu tới giờ luôn. Ủa sao vậy? Tại vậy nè. Dạ. Trời ơi, túi vậy? Ừ. Ủa, trời ơi, nguy hiểm lắm nha. Cứu, chồng ơi. Không, để con sơ cứu cho. Ừ, chồng ơi. Trời ơi bác ơi. Hả? Đứng chồng rồi. Đứng chồng? Ủa chồng tôi nằm mà. Trời ơi bác ơi, có nghĩa là con mắt bị đứng chồng rồi, phải sơ cứu. Dạ. Chưa tỉnh đó bác ơi. Vậy giờ sao chồng con ơi? Con bác kêu coi. Hey. Hey. Chồng ơi, cô giết chồng tôi. Đập phụ. Ủa chồng, thấy ghê chưa? Ủa chồng tỉnh rồi. Thấy chưa? Dạ. Tôi đi nè. Bác trai sẽ nhìn bác gái. Rồi nhìn tất cả mọi người. Mọi người ơi. Nhìn thầy Minh Nhi. Thầy ơi. Rồi chết. Cô giết chồng tôi. Bây giờ bác muốn cứu hết bác không? Cứu ổng đi. Con có cách rồi, bác phải bình tĩnh thôi. Chiêu này mới hay nè bác.
Bình tĩnh lại bác. Cô giết chồng tôi. Em không chịu được bao lâu nha. Ủa hai bác lên lật đật nha hai bác. Trời đất ơi, ủa bác trai bị cái gì vậy? Mới sạc chị. Trời ơi à, con biết hai bác rất yêu nhau, nhưng mà hai bác khờ quá à. Trong tình yêu á, mình có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, nhưng mà những cái lúc nguy hiểm mình phải tách nhau ra. Không có tách được. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, muốn buông lắm mà buông không được. Cô thấy vậy đó chứ, từ tôi mới cưới nhau ha. Hai bác cưới nhau bao lâu rồi? 101 năm. 101 năm? Ừ. Vậy là hai bác bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi bà? 102 tuổi. 102 tuổi? Ừ. Thôi, vì mà nãy bác gái rất khỏe nha, bồng bác trai lên vai nè, nhảy tưng tưng tưng. Đó gọi là sức mạnh của tình yêu. Vì tình yêu chúng tôi có thể làm những điều phi thường. Em yêu anh, anh yêu em. Chào miêu miêu miêu. Con nghĩ là hai bác rất là hạnh phúc. Con chúc hai bác mãi mãi bên nhau như vậy. Cảm ơn Tính, con. Chào hai bác, con đi làm. Ừ, rồi. Mẹ dễ thương quá. Dạ. Ủa đâu có được con gái, không được không được. Chở hai bác vô bệnh viện giùm đi con. Ủa hồi nãy là con nghĩ là bác xỉu thì con chở đi bệnh viện. Con giờ bác tỉnh rồi, con có chuyện gấp lắm. Trời đất ơi, cái này mới gấp hơn nè con ơi. Ủa này là bị gì vậy bác? Trời đất ơi, nhân kỷ niệm 101 năm ngày cưới. Dạ. Này bác vui quá, xi ma xi mấn vô nó biểu đút vô cái thùng đi. Mà quá trời thùng, đâu có biết thùng nào. Cái tôi kêu bác chọn đi mình. Thì tôi thích màu đỏ, nó tượng trưng cho tình yêu. Cái lại cái tôi thọc vô, tôi rút ra mới phát hiện đó không phải là thùng keo sáp. Ôi là thùng gì bác? Keo dán sắt. Ôi trời. Không lẽ đây sẽ là năm mồ chôn của hai đứa mình sao bà? Rồi mồ chàng đã được ta cành nàng như lời xưa thể ước. Con cháu đồng lập mồ, xả tang đi về. Quang hai ba ba. Trời đất ơi, cái đầu của bác nha. Con để ý cái đầu của bác nha, bác làm gì đó? Bác đá nắp hòm đó con. Trời đất ơi, thôi hai bác đừng có cực nhọc như vậy nữa. Con có cách rồi, mà nãy giờ con giỡn với hai bác thôi. Nó có cách kìa, nó giỡn thôi, bây giờ giúp đi con. Con sẽ chở hai bác đến bệnh viện rồi con đi công chuyện luôn. Ừ, vậy đi, đi từ đầu xe. Này. Thôi lên bác hai. Rồi, để tôi. Ố ghê vậy. Con bố đó trời. Mình lên đi. Ôi mình ơi, chạy xe vậy tôi nhớ ngày xưa lúc mà ông chở tôi về quê đó. Sao mình? Anh ơi đô thành, để em sống không quen. Không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Chưa vui. Sao không nhào tới? Ôi da. Con đứng hình mất 5 giây. Ôi da. Cái gì vậy con? Đau bụng. Nó đau bụng ông ơi. Nó đẻ. Bự bự lắm rồi. Ơi. À, không phải. Đi nó gấp. Con mắt vệ sinh quá. Rồi, hai bác ngồi yên ở đây nha. Ừ. Rồi cái. Ủa? Hai bác ơi. Hồi nãy tôi chở hai người mà. Trời ơi. Tao làm gì nên tội nên tình mà mày quất một cái nằm xảy ra giữa lộ vậy mày? Con làm vậy bao giờ? Có cãi kìa ba. Mày không tin thì xem là đoạn clip vừa rồi. Hai bác ơi. Ơi. Hai bác ngồi yên nha. Ừ. Nó cái đoạn này nè. Cái đoạn này mày làm cái chân xuống. Con. Cái cơn nó chưa dứt luôn bà ơi. Vậy đi lẹ đi, lẹ đi. Hai bác coi xe giùm con. Coi chừng nha. Ở trong này á vắng lắm đó. Con lắm con ơi, vắng quá. Ừ. Con ghim chìa khóa đi mà đặt. Còn chưa. Tại sao?
Nhanh lên đi, có đạp nó xe nè, không làm được nữa. Không em, mày đừng có tưởng hối nó không làm được. Mà nó đạp xe nó không biết làm kìa mày. Mày mở chìa khóa lên. Trời ơi, bao nhiêu đó tao không biết. Cảm ơn biết nha. Gì hết trơn. Mà mày chạy xe đi đâu vậy? Đi bán chứ đi đâu, mày lên nè đi, hỏi nữa. Ồ, đi bán hả? Hay ta. Ê... con gì vậy ta? Trời ơi, con ơi, lẹ lẹ đi. Nó tới tim rồi, mệt lắm con ơi. Tụi mày nói đi. Tụi mày là ai? Nếu các người đã thành tâm muốn biết thì chúng ta cũng sẵn lòng trả lời. Để có tiền xài mà không cần vất vả, để có tiền xài mà không cần phải live stream. Mọi người ơi, mọi người ơi, chúng tôi là những nhân vật phản diện đầy giải trí và quán quân mùa rồi. Tôi ăn cướp một, tôi ăn cướp hai, chúng tôi là ăn cướp. Con ta là bắt cướp. Tôi bây giờ tụi bay còn trò gì nữa. Xô ra đi. Không giỡn mặt với em nữa. Lộ diện đi. Lộ diện gì? Tao chơi bài ngửa với mày nè. Bây giờ mày có đưa không? Đưa đây cho tao. Qua đi lấy. Thôi. Lát tao vô tao xử thằng mắt cấp sao. Nó nói nó ghim chắc lắm. Đó. Đưa đây. Trời ơi cái con này. Mày luôn đó. Hey, cha. Ê, xế mày làm gì tao? Tao đá mày hả? Muốn đá tao đúng không? Nè. Sao? Ghê quá. Con này phải tao kỵ nó mới được. Mày, ấy da trời ơi. Bây giờ mày nói đi. Thôi chứ. Tao chính là hiệp sĩ đường phố. Tao đã theo dõi tụi mày rất là lâu rồi. Tại sao đi ăn cướp? Chị ơi, tụi em ăn cướp là vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh gì đi ăn cướp? Để em có tiền. Có tiền để làm gì? Đổ xe. Đổ xe để làm gì? Đi ăn cướp. Mày. Hả? Mày bị bắt là đúng. Còn thằng này. Đúng rồi, nó bị bắt là phải. Còn em tội lắm chị ơi. Tội em gì? Ăn cướp là cũng vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh là câu slogan của tất cả thằng cướp. Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh em nó khắc nghiệt lắm chị ơi. Nói. Em ăn cướp để em có tiền em trả nợ. Nợ gì? Em sửa mũi. Mày sửa quá cao rồi. Thì đó. Nó giả chân. Đi anh nghe. Em người ta 4 lần rồi. Sửa 4 lần rồi. Chỗ người ta đang nói chuyện mà. Em. Mày ném nó giùm con. Bớt giỡn lại. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người cao to dạm vợ nhưng mà không đi làm. Đó tụi nó đến nơi tụi nó cần đến. Thưa quý vị, một nữ hiệp sĩ đường phố trong vai một nữ xe ôm công nghệ cùng cuộc bắt cướp đầy kịch tính của Kim Đào. Tiết mục này tốn bộn tiền đây, ngoài trả cho phụ diễn còn trả cho một vị thầy bấm quyệt ở phía trong nữa. Một tiết mục đầy đau đớn. Và xin mời thầy Minh Nhí. Cái tiết mục rất là duyên dáng. Kim Đào đã vận dụng hết tất cả những kỹ năng của con. Và cái kịch tính nó thay đổi làm cái người xem người ta hấp dẫn. Và nó gây được tiếng cười. Còn những cái cần phải rút kinh nghiệm cho những cái tập sau. Thứ nhất là bớt la lại, bớt vật giả hành hạ thân thể lại. Tội nghiệp cho cái thân thể á. Cho nên mai mốt mình phải kết hợp hình thể cho nó nhẹ nhàng lại. Dạ. Đó, thầy chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, chúc mừng con. Anh Dương Lâm ơi. Nghe em.
anh nhận xét đi. Đào ơi, cái này là đúng tiêu chí cười xuyên việt luôn Đào. Tiếng cười từ đầu tới cuối luôn á Đào. Nhưng mà anh muốn góp ý cái phần diễn của Đào á, là Đào diễn chậm lên xíu, mình diễn chi tiết một xíu. Em hay bị cuốn theo hai bạn kia á, những góp ý như vậy thôi. Và thật sự ngày hôm nay là bạn Hữu Đằng với bạn Tấn Phát có hỗ trợ rất rất là tốt luôn. Và đặc biệt là Tăng Phúc. Trời ơi, hát rất là hay. Cảm ơn anh Dương Lâm. Nói chút về Kim Đào thì cái tiết mục này Kim Đào làm khá tốt, khá tròn vai, hợp lý. Anh chỉ muốn là cảm ơn tất cả các bạn diễn của em. Và hy vọng là em sẽ học được một chút gì đó từ các bạn diễn của mình để em hoàn thiện mình hơn. Đâu còn là buồn bã sướt mướt nữa. Cuộc đời Kim Đào bắt đầu vui từ đây rồi đó. Nha. Dạ. Chị Kiều Anh ơi, chị nhận xét thế nào? Kịch bản dễ thương, có những cái thông tin bây giờ. Em đều đem những cái ngành nghề bây giờ và tuyên dương những cái người mà họ âm thầm giúp đỡ những người khác mà không cần một sự ghi nhận, cũng chả cần một đồng lương nào cả. Thì điều đó là cái điều mà rất là cần trong những cái tiểu phẩm như thế này, để cho nó có cái hơi hướng mới hơn. Nhưng mà tuy nhiên, thiết chế lại, tụi em gây cười đó nhưng mà chị không dám cười. Là tại vì nếu cười nữa tụi em còn hung máu hơn nữa thì không phải tiết chế. Không thể nào bất chấp như vậy được đâu. Mình diễn nhưng mà phải an toàn. Dạ, cảm ơn chị Kiều Anh. Hồi nãy trong lúc tiết mục Kim Đào đang diễn ra đó, mặt anh Gia Bảo nhiều lúc hoảng hốt lo âu lắm. Cười cũng ngon mà lo cũng dữ dội nữa. Anh nhận xét đi. Thì em chọn cái hình tượng của một hiệp sĩ đường phố, mà trong cái hình dạng của một người xe ôm công nghệ, mà phải nói là làm xe ôm công nghệ mà là phụ nữ nữa, thì cái hình ảnh nó rất là thương. Khen em một cái là em rất là kỹ. Từ cái áo em màu cam thì hai cái nón bảo hiểm nó màu cam, nó đúng như vậy. Và cái tay em đeo bao tay, cái giày em mang cái kiểu rất là đúng. Đúng là em đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình và em đang đi theo cái hướng này là đúng rồi đó. Ráng phát huy theo hướng này nha. Dạ, em mời chị Nam Thư. Ngắn gọn thôi, hỏi bài Kim Đào vui không? Vui. Hiệu quả không? Hiệu quả. Tiếng cười có không? Có. Nhưng mà chị nghĩ là chỉ một đêm đây thôi, đừng sử dụng lại những cái skill này nữa. Tại biết tại sao không? Cái bài của em đầu tiên từ Tăng Phúc ra vẫn cái duyên dáng vậy thôi, nhưng mà tới khi Võ Tấn Phát và Hữu Đằng bước ra thì bắt đầu nó bùng nổ. Chị rất là lo lắng hai bạn diễn đó sẽ nuốt em. Rõ ràng tiếng cười nằm ở phía họ. Dạ. Nên cái gì mình bước vào đêm sau thì mình phải cân nhắc, mình chia ra, mình chia mạng miếng ra. Dạ. Bên nào là phụ diễn, bên nào là mình, để người ta vẫn tập trung vào mình hơn. Và bây giờ là số điểm của Kim Đào. Tổng số điểm của Kim Đào là 57,75. Nữ hiệp sĩ đường phố ơi, chọn số mấy? Lần trước thì Đào đã chọn số 2. Đúng rồi. Bây giờ chọn số 3. Chốt điều. Bây giờ dự sẽ mở số 1. Số 1 nha. Không, không. Không, 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 không. Không. Hy vọng là không đồng. Không. Ê. Không. Yeah. Yeah. Tự mở phần thưởng mình luôn đi. Chân nào nhảy mới được 2 triệu. Chịu có lỗi quá. Lên trên. Đó, chân mở đi. Được mới được 2 triệu. Đào mở. Nhảy lại. Đào mở. Đó. Đó. Đào mở đi. Đó. Đào mở đi. Đó. Đó. Mừng Kim Đào cực khổ gạt bản số 2 triệu. Kính thưa quý vị, cách đây hơn 10 năm đã có một ca khúc ra đời, bắt đầu làm mưa làm gió, thậm chí là bão tố phong ba tại Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền Tây. Ca khúc này trở thành ca khúc quen thuộc của mỗi người mỗi nhà. Sáng đi cà phê cũng nghe, chiều cà phê cũng nghe và tối cà phê cũng nghe. Đó là ca khúc Cà phê Miệt Vườn. Đây phải nói là một sản phẩm âm nhạc cực kỳ thành công của cặp song ca Cẩm Ly Quốc Đại. Trong ca khúc Cà phê Miệt Vườn phiên bản gốc thì ca sĩ Cẩm Ly trong vai một người vợ ghen tuông đanh đá, còn ca sĩ Quốc Đại thì trong hình tượng một người chồng dễ bị bạn bè dụ dỗ. Tại sân khấu Cười Xuyên Việt ngày hôm nay, trong câu chuyện âm nhạc của Kim Đào, Kim Đào sẽ làm hình tượng gì đây? Xin mời quý vị theo dõi. Alo, tới chưa? Đâu có thấy đâu cha. Cái gì? Sau lưng hả? Thấy rồi.
Ra lâu chưa? Mà sao bữa nay hẹn gì gắt vậy? Hẹn 2-3 giờ sáng. Tôi lén bà vợ tôi dữ lắm. Bả mà biết chắc bả xé xác hai đứa mình luôn đó. Sao vậy? Tôi nói rồi mà, làm cái gì cũng phải tính trước tính sau. Cứ nhắm mắt nhắm mũi làm, bây giờ nó tè le như vậy đó, ai mà chịu được. Thôi, cái gì mà lạnh ngắt vậy nè? Tôi đi cà phê dắt chó theo chi vậy? Trời ơi, đói bụng hả? Ở đây người ta thấy là chết luôn đó, che giùm tôi đi. Đủ chưa? À, trời đất ơi, cái gì vậy? Hả? Không, mày đứng lại đó. Trời ơi, trời ơi. Ông che cái gì mà che? Hả? Ông làm cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Con nhỏ đó là ai? Nhỏ nào? Con nhỏ mới chạy đó. Trời, không phải, không thấy vậy mà không phải vậy đâu. Không phải vậy cái gì? 2-3 giờ sáng ông ra đây làm cái gì? Thì tôi đi uống cà phê. Đi cà phê? Ừ. Hả? Chị bà đây làm gì? Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mò về? Sao không ngồi luôn anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có hai tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Anh mê cà phê ôm người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà vợ em ghen. Không ghen sao được? Tôi nói cho ông biết nha, ông đừng có thấy tôi mê văn nghệ rồi rủ tôi ra karaoke để tôi quên nha. Trời, karaoke hôm nay tôi gì? Không có bỏ đâu. Ông đứng ở đây đi. Trời, cái gì vậy? Nè, mày đâu rồi? Trời ơi, không phải mà. Mày đi ra đây. Không, tôi tao đốt quên. Trời ơi, cái gì vậy? Nè nè, từ từ thôi. Mày nè, té cái gì vậy? Thôi mà, cái gì vậy? Nè, thôi. Trời ơi, nè, cái gì vậy? Trời ơi, tôi như một binh vậy nè. Hả, cái gì? Trời ơi, nó cho qua hầm thủ thiêm luôn rồi. Cái gì vậy? Đừng nói chuyện với chồng này. Chồng ơi, ông đâu rồi? Dạ. Hả, ông đâu rồi? Trời đất ơi, cái gì mà như bùng binh lăn cha cả rồi qua sân bay Tân Sơn Nhất luôn vậy? Ông hết cắm sừng tôi, bây giờ ông leo lên đầu lên cổ tôi ngồi đúng không? Leo lên đầu lên cổ gì, tôi có làm cái gì bà đâu. Không có làm gì tôi hả? Bây giờ ba mặt một lời rồi đó. Mày làm gì đó? Mày muốn nói cái gì? Nói đi! Nói đi! Nói đi! Dạ thì... Nói lịa lên đi! Ừ thì tôi với... Không hỏi ông, ông nói nhanh lên đi! Thì tôi với... Ui giọt bẻ rồi! Cái gì vậy? Ôi trời 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 trời! Trời ơi, tạo nét chi vô giọt bẻ vậy không biết? Dạ. Rồi giờ sao? Nó làm gì cho hết giọt bẻ, hết chuột rút đi! Hả? Hết chuột rút hả? Dạ. Hết chuột rút bây giờ làm cái gì vậy? Làm nhanh lên đi đã quá! Mèo! Mèo 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 mèo! Mèo mèo mèo! Ông Tấu Hề hả? Thấy vui không? Thì tôi tưởng chuột nó sợ con mèo. Mèo 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 mèo. Mèo á? Mèo mã gà đồng thì có. Đâu có đâu mình. Tôi nói cho hai người biết, tôi thấy hết rồi. Thấy cái gì? Tôi nấp ở trong đó. Tôi thấy hết rồi. Trời, tôi có làm cái gì đâu mà thấy. Ông mẹ ngồi với người ta 2-3 giờ sáng. Ra đây ông làm những cái chuyện khó coi. Khó coi là khó coi thì sao? Bây giờ ông chối đúng không? Tôi có làm gì đâu mà chối. Ông làm lại nãy giờ ông làm gì, ông làm cho tôi coi. Cây ngay không sợ chết đứng. Muốn làm tôi làm cho bà coi. Tôi làm cái gì đâu. Tôi làm cái gì mà bà khóc. Tôi thấy ông ngồi với người ta mà tôi đau. Trời ơi, bà muốn đương đại luôn. Ông làm đi. Ông làm cái gì nãy giờ ông làm đi. Tôi sợ người ta thấy.
cho nên là tôi mới đưa kỹ kỹ lén lén vậy nè. Làm cái gì vậy? Đủ chưa? Đủ rồi. Tôi không muốn nghe một cái gì nữa. Đủ rồi. Đủ chưa? Tao nói đủ rồi mà mày làm. Ủa sao mày ngồi đếm tiền vậy? Chứ bà nghĩ làm cái gì? Bà nghĩ cái gì vậy? À, vậy là ông đem tiền cho gái đúng không? Đúng là tôi có đem tiền cho người ta mượn, nhưng mà đây không phải con gái. Đây không phải con gái. Không phải con gái là con gì? Tóc tém mà còn đội tóc dài. Mày muốn cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn chứ gì? Hay lắm. Mày đứng lên. Ông nhìn đi. Mặt mũi đây nè. Giống con gái chỗ nào? Ủa dạng chờ chú Tư. Chú Tư đúng không mình? Chứ bà nghĩ ai? Ủa bây giờ tao được quyền nói chưa? Dạ con mời chú Tư. Dạ mời chú Tư. Tụi bay ép tao làm một chuyện mà từ đó giờ tao chưa bao giờ làm, là tao sống trong im lặng đó. Hả? Cái gì mà rần rần vậy? Mày á nết mày chan vợ tao vậy đó. Chưa biết đầu đuôi gì cái rần rần lên. Tao mượn tiền nó thôi chứ có cái gì đâu. À, chú Tư mượn tiền chồng con. Ừ. Nhưng mà chú Tư giả gái gì làm. À, mình ơi, vậy là chú Tư muốn sống thật hả mình? Mày điên không? Trời ơi, tao bố mặt con sống thật cái gì? Tao làm ăn thất bại cho nên là tao giấu con vợ tao, tao ra đây mượn tiền. Nó mà biết thì nó giết tao chết, mày hiểu không? Nhưng mà chú Tư giả gái làm chi? Thì tao giả gái đi qua mặt con vợ tao. Tao cực khổ đó tao mới giả gái. Chứ bộ mày tưởng là tao thích giả gái lắm vậy á? Tôi đâu có thích. Ủa, tao nói là... rồi nghe, tao không có thích giả gái đâu. Tao thấy là chú rất thích luôn. Tao không hề thích. Chú Tư ơi, cái này là sướng luôn rồi đó chú Tư. Tao giỡn với mày á, cho mày bớt nóng đi đó. Có nghĩa là chú Tư không thích giả gái đúng không? Không hề thích xíu nào. Đó, chú Tư mà giả gái phản cảm lắm. Bớt giả lại. Vậy là hồi nãy giờ là con hiểu lầm với chú Tư. Mày hiểu lầm nữa chứ có cái gì đâu. Ôi, con cũng xin lỗi chú Tư nha. Tao có vợ rồi mà. À, quên nữa. Hồi nãy giờ vợ chú Tư ở ngoài đó, chú Tư ra với vợ chú Tư đi. Ủa sao vợ tao ra đây, nó đang ngủ nhà mà. Thôi con đi đánh ghen mà, con phải ngủ tiếng Tư theo. Trời mà ơi. Tiếng Tư núp ở ngoài á, thấy chú Tư giả gái chắc là nãy giờ xỉu ngoài đó. Trời đất ơi, mày giết gia đình tao rồi. Vợ ơi. Thuộc về đam mê hả mình ha? Thấy thương chú Tư quá. Âu cũng vì tiếng cười thôi. Mình nó kìa. Mình đó. Cứ ghen bậy ghen bạ không à. Ghen bóng ghen gió. Tôi nói là tôi không có làm gì bậy với mấy người hết trơn á. Ai biểu mình cứ giấu tuồng chi. Có cái gì thì hai vợ chồng nói chuyện nhau. Thì tôi sợ là mình nghĩ lung tung. Chứ tôi thề luôn á, tôi không có làm gì bậy bạ với mình hết trơn á. Thiệt không? Thiệt. Sông to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đang mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung, sáng son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo cá mồi, anh lo kéo cà về nhà bên em. Ca khúc Cà phê miệt vườn do nhạc sĩ Minh Vi sáng tác đã được Kim Đào kể một câu chuyện như vậy. Một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Dạ, em xin mời nghệ sĩ Khả Như ạ. Lần đầu tiên chị thấy em năng lượng như vậy luôn á. Cái phần này nó ngắn nhưng mà nó cũng khá là đầy đủ nội dung. Còn ngoài ra thì cái sự duyên dáng của em với lại bộ đôi Hữu Đằng với lại Võ Tấn Phát thì nó là một cái sự bảo chứng cho cái mảng miếng hài của em. Và hôm nay chị cảm thấy em rất là năng lượng, em diễn rất là thoải mái. Chúc mừng em. Dạ, đúng là ở vòng này thì thí sinh Kim Đào có vẻ liếng thoáng hơn, năng động hơn trong diễn xuất của mình. Dạ, em xin mời nghệ sĩ Nam Thư ạ. Cái này nó trong tầm tay của em thôi Đào. Năng lượng, dễ thương, đáng yêu rồi như thế thôi. Nhưng mà bài là một bài cực kỳ ấn tượng với chị. Bởi vì hình như cái này là MV đầu tiên mà chị đóng với chị Cẩm Ly. Nếu coi cũng thấy chị đóng trong quán cà phê. Với lại nó bị đơn điệu quá bé Đào. Cái chủ đề của chúng ta là câu chuyện âm nhạc. Nếu mà bối cảnh đây là mặc dù là 2 giờ sáng đi nhưng mà cũng phải dập dìu tí xíu. Nó cần xôm hơn trong cái khúc mở màn nữa. Nhưng mà không sao, em vẫn làm hết sức mình, nhẹ nhàng, dễ thương. Và chị nghĩ là cần một điểm nhấn gì đó nó còn đột phá hơn nữa vòng sau. Cảm ơn bé. Cảm ơn chị Thư. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Nam Thư.
Em xin mời diễn viên trẻ anh Tú. Cảm ơn Minh Dự. Anh Tú. Ngày hôm nay anh mới quay lại, anh ngồi ở vị trí này thì anh thấy Đào có sự thay đổi rất là nhiều. Đào tiết tấu hơn, Đào lanh lẹ hơn, ứng biến rất nhịp nhàng với Võ Tấn Phát và Hữu Đăng. Nên tiết chế một chút về cái phần nội lực của em. Vì cái giọng nói của em, dạ, mình nói nhẹ nhẹ hơi lại một chút thì khán giả nghe sẽ rõ hơn và sẽ thu hút hơn khi mà thấy em diễn và cũng như em thoại. Dạ. Đó là cái anh cảm thấy là em nên tiết chế điều đó. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Đối với những cái đào to búa lớn mà đó giờ Đào quăng cho tất cả quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo coi, thì anh nghĩ cái tiêu phẩm này nó không có xi nhê với Đào với lại Phát với lại Đằng hết, bên đó quá nó nằm trong vòng tay của tụi em luôn. Với lại cái tính cách một người phụ nữ mà cũng giống y chang em ngoài, giữ và năng lượng y chang luôn. Và cái kịch này anh thấy nó minh họa cho lời bài hát á, nó chưa có sự bất ngờ, cái kịch tính nào đó. Nhưng mà vậy là quá dễ thương rồi Đào, tại vì nó trúng ngay cái tần số của em luôn á, cho nên rất là chỉnh chu và rất là trọn vẹn. Chúc mừng ekip ạ. Dạ. Em xin mời giám khảo Kiều Anh ạ. À, bên kia này sao tạo hình nhân vật dễ thương vậy? Thật sự là câu chuyện âm nhạc, cái nội dung nó như thế nào các em dựa và relay ra một câu chuyện bị kịch thì đó là một cái cũng làm khó tụi em chứ không đơn giản đâu. Tại vì thí dụ mình làm MV á, thì mình sẽ có những cái thời gian để mình tải ra. Còn ở đây nó cũng gói gọn và nó phải gây hài. Đó, cho nên nó cũng rất là đòi nội công cũng thâm hậu lắm. Nhưng mà đối với chuyện như vậy là được, là rất dễ thương. Đặc biệt ngày hôm nay cái dưỡng sức của em nó tuyệt vời. Cái múa, cái đồ của em nó gọn gàng lắm Đào ơi. Nên như vậy từ đây mà phát triển em tự tin hẳn lên. Em biết không, cái đoạn mà em lăn lộn vật vã các thứ, nếu không tự tin làm ở đó vô duyên liệu. Nhưng mà em rất tự tin cho nên cái miếng nó quá duyên. Cứ tự tin như vậy cho chị. Thảy miếng nào phải tự tin, vì tự động cái duyên nó sẽ thoát ra. Thì ngày hôm nay em đã được mấy điểm như vậy á. Dạ thầy à, chúc mừng em. Em chúc mừng chị anh. Dạ, xin mời thầy, xin mời giám khảo Minh Nhí. Thầy rất thích Kim Đào của đêm nay. Cô ấy đã bắt đầu tự tin. Con biến hóa và con biến cải thái độ gương mặt và trong tất cả tình huống con thay đổi rất duyên dáng. Cái sự kết hợp của con Võ Tấn Phát với Hữu Đằng từ đầu mùa tới bây giờ làm cho thầy rất xúc động về cái tình bạn của tụi con ở ngoài đời. Con hãy phát huy thêm nha. Cảm ơn Kim Đào rất nhiều nha. Cảm ơn thầy. Chúc mừng phần dự thi đầy cố gắng của thí sinh Kim Đào. Một người bình thường để con có thể tự do quyết định cho số phận, cho hạnh phúc của chính mình. Không cần phải ước đâu con. Ý bà tiên vậy là trên đời này có bà tiên thiệt. Bà điên. Điên cái gì mà điên, lúc nào cũng vậy, vừa gặp là kêu bà điên à. Mẹ của con. Con à, dạ. Mẹ đang rất là bực mình. Tại sao ngày nào người ta cũng xả rác ở trên cái sông của hoàng cung mình như vậy nè. Cái này á là qua đăng nguyện ước của con mà. Con à, con phải biết rằng sắp tới đây con sẽ phải cưới hoàng tử của Dương quốc. Xa 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 xa. Không, con không chịu đâu. Con không chịu cũng phải chịu. Bởi vì quyết định này đã được ta, vua cha và hoàng thái hậu chấp nhận. Không, con sẽ không lấy chồng ở Dương quốc. Xa 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 thiệt xa. Lố lăng à thiệt. Muộn rồi. Tất cả hãy chuẩn bị cho ngày đại hôn của công chúa. Hoàng hậu, hoàng hậu thấy có hay không? Hay, dĩ nhiên là hay rồi. Ừ, vậy con có được lên chức không? Được, dĩ nhiên là phải được rồi. Muốn như vậy làm sao mà không được. Con được lên chức gì vậy? Dĩ nhiên là phải lên. Mày ăn thịt canh lương đi. Năn nỉ đó. Ăn thịt lương đi. Vừa định nói nó nhảy vô, vừa nói nó nhảy vô. Làm riết không biết đứa nào là hoàng hậu. Hoàng thái hậu tôi. Hey! Trời ơi, con có tuổi rồi mà trời. Sao cho ra cái nhạc gì mà kỳ khôi vậy? Kính chào hoàng thái hậu. Chào tất cả mọi người. Chào thái giám tổng quản. Đứng đây làm chi? Đi. Hoàng thái hậu. Mẹ, con hoàng hậu nè. Đầu tư vậy mà nhận không gian ta.
có mặt ở đây mời mẹ xem qua điệu múa mà chúng con đã tập dượt trong suốt mấy ngày qua. Đây là điệu múa của hoàng cung, đại lễ nào cũng diễn. Đó, đó mới chính là lối mòn. Tại sao mình không suy nghĩ một cái mới, mình phải sáng tạo ra chứ. Ta muốn trong ngày đại hôn này phải múa kiếm. Đâu được đâu mẹ. Sử dụng cái điệu múa kiếm mà ngày xưa tiên đế đã để lại, vô ảnh vũ kiếm. Là sao? Được, hãy để ta làm thử cho các ngươi xem nha. Bịt mắt. Dạ. Vô ảnh vũ kiếm xin được phép bắt đầu. Không có văn nghệ, mình sẽ bù lại ẩm thực. Con đã chọn ra được một món ăn duy nhất và con tin chắc chắn rằng mẹ sẽ hài lòng. Được, dâng lên. Cho truyền qua ngữ châu. Dạ, sau rất nhiều năm mày mò tìm kiếm và sáng tạo, thần đã sáng chế ra một món ăn. Tên của món ăn đó là gỏi ngó sen tôm thịt. Gỏi ngó sen tôm thịt xuất sắc. Mẹ, bởi vì nó xuất sắc nên chỉ có một dĩa duy nhất mà phải đãi cho 80 bàn cùng ăn. Đó là dĩa duy nhất đó mẹ. Được, cho mẹ thử. Dạ, xin kính mời hoàng thái hậu. Một món duy nhất này hoàng thái hậu có thể làm thịt để đãi cho tất cả các quan khách, đó chính là thịt thú cưng của hoàng thái hậu. Hổn láo, hổn láo. Nó nói cũng có lý đó mẹ. Bây giờ mình làm con thú đó đi, nuôi nó cũng có ích gì đâu. Quan ngự trù vô chơi nó. Dạ. Đứng lại. Con muốn tìm con nào con ăn cũng được, nhưng trừ con linh thú của ta ra. Mẹ à, cái gì mẹ cũng làm khó. Nếu như đám cưới này mà không kịp, tất cả là tại mẹ đó. Công chúa tới. Mẹ á, mẹ cứ bắt con lấy chồng hoài hả? Mà con không muốn. Nội, nội làm chủ cho con đi. Nếu mà nội á không làm chủ cho con hả, con nhất định không làm công chúa nữa đâu. Hôm lâu mày, mày giống ai mà mày đẹp quá vậy? Trời ơi, nội cháu hư là tại bà nè. Con cứ nghĩ lại đi, ở đời mà ai lớn lên không phải đi lấy chồng? Với lại con là công chúa, hạnh phúc của con không phải là của riêng con, mà là tình ban giao hữu nghị giữa hai vương quốc với nhau. Con phải lấy chồng. Nội không có thương con hết trơn à. Hạnh phúc của con phải là hạnh phúc của con chứ. Mệt quá. Mẹ. Tại mẹ sao vậy hả mợ? Con vịt đó tôi gả chồng cho nó còn được, mà tại làm sao mà tôi nuôi con gái tôi gả không được hả mợ?
mời cả mấy đứa qua coi duyên kiếp. Quan thượng tới. Quan thượng tới, không có tranh cãi nữa. Trời ơi mẹ ơi, quan thượng xuất hiện như Superman vậy mẹ. Ta cảm thấy rất vui. Cảm thấy rất vui vì gia đình chúng ta ba thế hệ đã cùng nhau tỏa sáng. Tỏa sáng? Tỏa sáng không khi mà con gái của con không biết nghe lời cha mẹ, nó không chịu đi lấy chồng kìa. Kìa, con gái, tại sao? Tại sao con lại không chịu lấy chồng? Con không muốn đâu. Cái gì nữa? Nó xong chưa? Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Hay quá. Hay quá. Thấy chưa? Một lần nữa ta lại thuần phục được con linh thú. Nói giỏi quá à. Hay quá mẹ ơi. Con làm cái gì vậy? Linh thú. Linh thú. À, sao vậy? Con có sao không công chúa? Dạ không, dạ không. Công chúa là người linh thú yêu thương mà. Tại sao hôm nay lại điềm báo? Ta chắc chắn đây là điềm báo. Hoàng thượng. Dạ. Con phải nghe lời mẹ. Mau mau hủy bỏ cái đại hôn này đi. Dạ thưa mẹ, không thể được à. Tại sao lại không được? Dạ thưa mẹ, bởi vì con đã lỡ hứa miệng với thằng bạn thân của con, chính là ông vua của nước láng giềng, trong một bữa nhậu. Trời đất ơi, hôm lễ của con gái con mà còn hứa trong một bữa nhậu à? Dạ. Không, nhưng con hãy nhìn đi, biết bao nhiêu điềm báo đã xảy ra, không thể nào khoanh tay làm ngơ được. Con phải nghe lời mẹ, hủy bỏ đại hôn này đi. Chẳng lẽ bây giờ con là vua, con không còn nghe lời mẹ nữa sao? Dạ, tùy ý mẹ quyết định. Làm đi mai cái đầm đang cưới đẹp gần chết vậy đó thiệt mà. À Hậu à, Hậu, Hậu. Đi, đi hết đi. Tất cả hãy ra khỏi Liên Hoa Cung đi. Con linh thú của ta sao rồi? Nè, xong hết rồi, thú linh. Vậy đi. Rồi, mọi chuyện là do... Vậy mà con cứ tưởng á, nó không có thương con. Con cứ tưởng á, là nội bỏ con rồi. Con ngỗ nghịch quá phong nội. Cháu gái ngốc, bà làm hết tất cả những việc này, bỏ đi tôn ti cũng chỉ vì hạnh phúc của con. Những cái hoa đang trôi trên dòng sông này ta đã tìm thấy, và ta đọc được có một cô bé ước mơ là sẽ tìm được một hạnh phúc cho riêng mình. Nội cũng từng có hoài bão, nhưng nội không giống con, nội không có dám thực hiện nó. Vậy thì bây giờ nội trao cái điều ước của nội lại cho con. Không, con sẽ trao điều ước của con cho nội. Bây giờ nếu mà có ước mơ, nội ước gì nội? Nếu như thật sự có một ước mơ, thì ở cái độ tuổi của nội, nội chỉ mơ ước cho con, cho cháu của mình được hạnh phúc. Nội. Cầu xin trời cao minh chứng cho ước nguyện của cháu gái tôi trở thành hiện thực. Lụa à, bà kêu con làm
con gà con vịt là chuẩn bị khách qua ăn chứ con sợ. Bà đã kêu rồi, dọn cái sân sạch sạch cho người ta qua, người ta cười vô mặt bây giờ. Còn người ta nói sao? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, mà có hai đứa bay rồi còn con ốc mỡ đâu. Đấm mạnh lên cho bà coi. Trời trời trời, cái con này. Chào ông chủ. Ghét rồi, cái nhà này không biết ai chủ ai tớ nè. Tôi muốn có mình bà mà suốt ngày cứ ngồi ghế rồi kêu người này người kia. Nếu mà mình là ông chủ mà đi từ ngoài vô, à tôi là chủ nè, giờ đi lũi lũi sao biết được. Thiệt cái tình á, mắc gì khóc. Biết ai chủ ai tớ, nó chửi hoài à. Thôi à. Thôi, xin lỗi, thương. Cái chuyện tôi giao sao rồi? Hôm nay là ngày kén ghẻ con gái tôi nè. Một tay bà vú này sắp xếp là cái gì cũng vô cái đó. Tôi bà vú. Gì? Con mới kêu gì? Con kêu ba với vú. Ba với vú thì kêu ba với vú. Nó kêu rút gọn mà ông này. Tại con nói nhanh quá. Rút gọn gì con, tiếng Việt mình phong phú lắm. Ba với vú có từ giới mà. Tiếng Anh còn là you and me mà con. Vú ba. Rồi thêm con nữa. Nhớ giùm ba. You and me. Thì thôi buổi nào rồi đúng không chị? Nghĩ làm sao mà bây giờ còn kén rễ nữa. Vú. Nói mà còn vú. Ê trời trời. Quốc có quốc pháp. Gia có gia lai. Trời ơi. Gia quy con. Cho tiền đi ăn học mà về đây gia lai. Đi ra đây tao kể mày nghe. Tao đi chợ á, bà tôm bà cá nắm đầu tao lại hỏi chừng nào lấy chồng. Vú ơi, chừng nào mà vú có chồng á thì chị em tụi con mới lấy chồng. Đúng rồi đó vú. Hỏi kỳ quá, hỏi mấy câu này phải hỏi ba của bầy chứ sao mà vú biết được. Con ơi, ba sợ ma quá con ơi. Từng tuổi này bà vú còn cho ba coi phim kinh dị. Vú gì? Vú năn nỉ ba giùm con đi vú. Này là con năn nỉ nha. Dạ. Chứ vú cũng chưa có ưng. Ờ ao hả mấy giờ hai mình cưới nhau đi, nên mình làm gương cho sách nhỏ. Tôi hy sinh cái tuổi thanh xuân của tôi gả cho ông nha. Tôi có tuổi rồi, tôi bị tụt huyết áp á, giạt giạt ra. Hôm nay phải là có cuộc kén rễ ở đây. Bà ra ngoài coi có ai tới chưa. Hai đứa bay vô trong sửa soạn nhanh lên. Dù ba muốn biết mặt đứng sau hai bức bình phong này cho ba. Tới rồi, tới rồi, chàng trẻ tới rồi. Tới rồi hả? Vô tụi con. Dạ. Kêu tụi nó vô đi. Mời vào. Ôi trời ơi. Bác. Trời ơi bác ạ. Được à. Ủa tụi con, mình vô đây là mình kén rễ, là mình đối đầu với nhau tụi con. Đừng đứng chung, ta tưởng đồng đội. Dạ. Qua đây. Đó vậy nó mới kình nhau được nè. Rồi bây giờ cho bác biết danh tánh như nào. Dạ thưa bác, con tên là Nhật Minh. Còn con? Dạ thưa hai bác, con là Anh Dũng ạ. Dạ hôm nay thì con có một chút quà mang tới để biếu hai bác ạ. Quà? Đậu luôn con, khỏi thi gì nữa, đậu liền. Cái gì vậy? Người ta cho có một chút quà thôi à. Cho quà là được hả? Đừng dạ, có mơ. Dạ thưa bác, hôm nay con tới cũng có quà gửi bác ạ. Cảm ơn con rể. Dạ. Cái gì vậy? Mới nói là không được là tôi tốt với cái vụ này mà sao kỳ vậy? Vì sao tôi thấy không có công bằng? Bây giờ thi đi. Thi? Thi thôi. Ai thi trước? Muốn biết ai thi trước, mình sẽ tổ chức một cuộc thi rất là công bằng luôn. Quảnh tù xì đi. Quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Thua mất rồi. Nhà ta ba đời làm nông, cho nên cuộc thi này ta sẽ thi về âm nhạc. Liên quan gì đâu. Sao không liên quan? Mình đi làm mệt, mình về nghe âm nhạc, mình khuây khỏa tinh thần, mình làm việc trực tiếp, hiểu không? Từ từ đi, tôi hỏi ý cái. Con biết gì về âm nhạc không? Bác yên tâm đi, con rất là rành về âm nhạc luôn á. Con chuyên về âm nhạc dân tộc. Âm nhạc dân tộc, nghe chưa? Còn con chuyên dạ, về cái loại gì? Con chơi nhạc rap ạ. Nhạc rap hả? Dạ. Cuộc thi thố xin phép được bắt đầu. Làm gì vậy? Gì vậy? Thì nó thổi sáo thì rắn lên. Xàm quá. Thằng hay muốn chết mày đặt rắn lên. Coi bên kia có làm được không ha. Làm liền đi con. Bác cứ để con.
Sự lộng lẫy của em đâu ai sánh bằng, tỏa sáng lấp lánh như viên kim cương. Em có nụ cười đẹp tỏa ra ánh trăng đêm, soi dẫn lối đôi chân anh đi tìm đường. Xinh như em anh nghĩ cũng nhiều người theo, đi một mình không biết em có người yêu hay em vẫn đợi chờ một người mang tới bình yên. Gặp em chợt thôi anh lại nghĩ mình duyên, bồi hồi cảm hứng anh bật công tắc, không thể đoạn rằng thế nên anh không chắc. Gió mùa đông vang cùng đông lạnh bằng trái tim anh, em mang hơi ấm về chuẩn đây xóa tan đêm lạnh. Không biết lời có phiền anh mời em một lít, mày nào say bằng em anh là một tí. Chỉ một tháng hương thơm của em thôi cũng đã khiến cho anh say lòng, ấm sắc vời hoa hòa không gian nơi đây quay vòng. Yeah, hay quá. Bây giờ hai đứa ngang tài ngang sức với nhau, bây giờ tính sao? Thôi dần vậy, nãy giờ hả con ráp gì bám nghe gì hết trơn. Bây giờ tôi sẽ ra đề cho con rễ hờ của ông. Đề gì? Con, nãy con ráp nhanh quá bác nghe không kịp. Dạ. Bây giờ con ráp sao mà chậm rãi để nó thấm vô trái tim cho bác. Được không con? Dạ được. Rồi. Làm liền. Dạ. Đừng hỏi vì sao anh yêu em, có lẽ một tình yêu đơn thuần như có vì sao yêu đêm em mà. Đừng hỏi vì sao anh yêu em, vô tình cái nét em cười cũng đã đủ khiến trái tim anh yếu mềm. Em gửi cho anh những dòng cảm xúc bình yên, thăng trầm đập vào những nốt tình khi mình yêu. Anh thầm xây dựng những điều mình thiếu để trưởng thành hơn trong tình yêu. Gì cũng làm được rồi sao trời. Thế à, con rễ hờ tôi sao nè. Bình thường thôi, bây giờ tôi cho ông đề gì á, con rễ hờ tôi cũng làm được trời. Nè, đề mà bác cho con á sẽ như vậy. Bây giờ con dùng nhạc cụ dân tộc mà con làm một bài nào nó vui vui được không? Dạ được, mà hôm nay con cũng có một cái nhạc cụ rất là đặc biệt mang đến để mà trình diễn cho hai bác. Thấy chưa, không những bảo sao đâu mà còn nhạc cụ khác nữa kìa. Nhạc cụ gì vậy con? Dạ, là một nhạc cụ có tên là Khơ Long Phút. Mang ra con, mang ra đây. Chỗ tưởng sáo mà phiên bản lớn không á. Vô con gửi. Dạ. Nè, tôi thấy là cả hai đứa đó nó ngang tài ngang sức với nhau. Bây giờ lựa chọn khó quá à, khó à. Dạ. Hay, tôi thấy vậy nè. Gì? Người trong một gia đình á là phải hòa thuận với nhau đúng không? Ừ. Mình đừng có đấu đá như vậy. Bây giờ á, hai con sẽ cùng nhau diễn chung một tiết mục, có được không? Dạ được. Dạ, được. Ừ. Vậy thì làm liền. Đừng có nghĩ mình khôn khi chưa trải qua chữ khờ. Biết được rằng mình ngu cũng phải học qua chữ ngờ. Trên tinh thần có thể đối diện sợ hãi cũng đớn đau. Đời cơ bản là khổ, đâu có dễ dàng sung sướng đâu. Biết trước là như vậy, nhưng đôi chân cứ muốn bước đi. Với sức ngày qua ngày, đọng lại trong ta ngày trước kia. Đi rồi cũng sẽ tới, vì lựa chọn là cho ta. Vì ta, nhiều điều phải nghĩ ngợi. Đạp phóng lao phải theo lao và lao vút. Đọc được sách hay và nghe được con biết mới. Hành lý sách tay, đi qua những nơi ta ít tới. Đời có bao nhiêu mà ta cứ phải hững hờ. Thành công phải đi chứ không thể mãi mà đứng chờ. Nhiều khi thấy cũng nản vì chặng đường còn bao la. Đôi chân vẫn mãi miết mà thấy phía trước xa xa. Cả năm vất vả mà cuối năm chẳng dư đồng nào cả. Chẳng có ai muốn mình thấp vì ai cũng muốn mình là kiêu cả. World of, đã trải qua bao năm ra đi mệt mỏi. Yeah, yeah, yeah. Để giờ nhìn lại có cả một hành trình dài. World of, sẽ không nhân nhượng cho bất kỳ ai cả lối. Mà kệ có sao thì ta cứ đi sẽ tới. Whoa. Ta có thể phàn nàn trong bụi hoa hồng có gai, vui mừng và hạnh phúc trong bụi gai có hoa hồng. Nhìn chung về một điểm cũng có đúng và có sai. Vạn vật từ tâm mà ra mà chủ yếu là soi lòng. Ai cũng đi tìm hạnh phúc mà quên mất hạnh phúc là chính ta. Tự mình tạo ra đau khổ, đặt hy vọng vào những điều tình xa. Cho đến khi làm không được, đem bản thân mình ra mà dằn vặt. Bỏ quên đi những cố gắng, cảm ơn đời cho thân ta lành lặn. Con người là sản phẩm từ trong chính suy nghĩ của bản thân. Họ sẽ trở thành người mà họ muốn chỉ cần không có ai cả chân. Cuộc sống không phải là đi tìm bản chất thật của chính mình. Mỗi ngày trôi qua ta phải tự xây dựng lấy bản thân và định hình. Vì vậy sống nên vui vẻ một chút, vì cuộc đời vô thường ngắn ngủi, còn tuổi trẻ có sức. Kiểm soát tốt nhất cái cảm xúc mới thấy được bình an. Dù gì khi nhắm mắt về già cũng chỉ còn mình ta. World of, đã trải qua bao năm ra đi mệt mỏi.
Yeah, yeah, yeah. Để giờ nhìn lại có cả một hành trình dài. Sẽ không lên nhượng cho bất kỳ ai cả lối. Này, mặc kệ có xa vì ta cứ đi sẽ tới. Sẽ không lên nhượng cho bất kỳ ai cả lối. Mặc kệ có xa vì ta cứ đi sẽ tới. Trời ơi, hay quá tụi con ơi. Sao mà hay dữ vậy tụi con? Bớt lỗ lại nha. Không phải nôn. Con hai con phải kiềm chế cảm xúc lại. Nôn gặp hai chàng ghế như quá. Trời ơi, hai đứa tụi con giỏi quá. À đúng rồi, cảm ơn tụi con nhiều nha. Múa hay, múa giỏi lắm. Rồi túi nhau về làm vườn hết đi. Tôi nể cái chàng ghế hờ của ông rồi đó. Tôi cũng nể thằng ghế hờ của bà lắm luôn rồi đó. Nhưng mà vậy là bất phân thắng bại. À đâu có, bây giờ nha, bác sẽ quyết định bác gả con gái của bác cho tôi không? Cho con bác à? Chắc không phải là con. Con đứng lại. Người đó gái là con. Con xinh đẳng. Bác chắc không phải là con. Bác là con. Sai. Làm gì căng thẳng? Làm gì cộng? Từ từ nói được hả? Tụi bay bị gì vậy? Tại sao phải căng thẳng? Cuộc sống đây có gì để mình căng? Hả? Nhẹ nhàng giải quyết nhau không được mà. Bây giờ bác hỏi từng đứa. Con á, chuyên gái bác biết nhau chưa? Dạ tụi con đã quen nhau 3 năm rồi bác. Cái gì? Ủa? Này, tôi mới là người yêu cô ấy 3 năm nhớ. Ông nhầm hả? Ông nhầm 3 năm rồi bác ạ. Tôi xin lỗi đi. Ông này em nói dối hả bác? Giúp đỡ một cái. Sợ quá. Dạ. Đừng căng. Vâng. Dạ không căng ạ. Dạ. Nè tụi con, bây giờ nghe bác hỏi từ từ. Người yêu con tên gì? Dạ là Thiên Hương. Thiên Hương, còn con? Dạ Thiên Trang người yêu con ạ. Thấy chưa? Hai đứa quen hai đứa khác nhau hoàn toàn mà cãi lộn gì? Thiên Hương, Thiên Trang đều là con gái của bác. Ra đi tụi con. Đây người yêu con này. Trời ơi. Ủa? Ta biết nhau hết sao mà trời. Dạ. Trời ơi, có người yêu giỏi giang mà đẹp trai như vậy á, sao không chuẩn về để mà giới thiệu với ba? Rồi vậy là ba chịu liền. Dạ thì tụi con định là chừng nào tình cảm ổn định rồi mới về qua mắt cho ba biết. Tụi nào mới ổn định cô? Dạ, tại vì tụi con biết là ba sẽ tổ chức một cái lễ hội kén rể, cho nên là con báo cáo cho hai ảnh biết nộp đơn trước đó. Hơi dài dòng nhưng mà ba hiểu ý con. Thôi được rồi, bây giờ ba quyết định ba sẽ tổ chức cùng lúc hai cái đám cưới. Người ta gọi là song hỷ lâm môn. Đâu có, phải ba cái đám cưới. Ủa đâu nữa? Tôi với ông đó nè. Ba hỷ lâm môn.